chương 61. Ta nghĩ ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 61. Ta nghĩ ngươi 61 ngẩng đầu lên hướng bốn phía nhìn lại, một người đều không có. Ninh nhất lan hắn đi đâu? Nhĩ sao khẽ nhúc nhích, cố ý do dự một cái chớp mắt sau, vẫn là nâng lên cước bộ hướng bên ngoài đi đến. Thân mình theo khe đá lý nghiêng đi ra, nhìn bọn họ vừa vào tiền nửa sơn động, cố ý không khỏi sửng sốt nơi này mỗi một khối thạch đầu mỗi một căng thảo cái gì đều cùng mới gặp khi giống nhau như đúc nhưng là duy nhất không đồng chính là cẩu đảng không thấy phản ứng tới được cố ý vội vàng đi đến sơn động bên cạnh sốt ruột đi phía trái hữu nhìn lại nhưng là sắc trời quá mờ ban đêm rừng rậm giống phủ thêm một tầng sa mỏng khiến cho nơi này không chỉ có hôn ám lại thêm thượng vài phần khủng bố khí khí cố ý đi phía trước chạy mấy bước ở hữu hạng trong tầm nhìn nàng không có nhìn đến cẩu đảng người này chạy đến chỗ nào đi. Đột nhiên, Cố Ý cả người đều cứng lại rồi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau có người ở chậm rãi tiếp cận chính mình. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, ngưng thần yên lặng nghe, thời khắc lưu ý hắn nhất cử nhất động. Không đối, có chút quen thuộc. Cố Ý còn chưa có tưởng cái minh bạch, tiếp theo thuấn, thân mình liền bị nhét vào đến một cái ấm áp ôm ấp. Chẳng qua, vận mệnh luôn nhiều suyễn. Phía sau người nọ khí lực làm như ở làm xong này động tác sau triệt để hao hết, hắn toàn bộ thân hình đi phía trước đổ đi, liên quan bị hắn ôm ở thân tiền cố ý nhất tề đi xuống đổ đi. Phanh, một tiếng. Nháy mắt sau, quỳ rạp trên mặt đất cố ý lấy tay khuỷu tay khởi động thân đến, ngẩng đầu, đem miệng bùng phun ra, tiếp nàng nghiêng đi thân đến, đem áp ở trên người bản thân nhân đổ lên một bên khai đi. Này lễ gặp mặt thật đúng là đặc biệt a, à, nàng nghĩ thầm đứng lên sau, thân thủ lau đi trên mặt dính thượng bùng, lại chụp đi trên quần áo dính thượng gì đó sau, nàng ngồi sổng xuống đến, đem nằm sấp trên mặt đất người nọ trở mình đến. Nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt, cố ý cảm thấy, nàng có chút muốn khóc lại có chút muốn cười. Thật đúng là mâu thuẫn, liền ngay cả chính nàng đều không biết chính mình trong lòng là như thế ngũ vị tạp trần. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì đó, nàng nhắm lại miệng, Ngôn ngữ hóa thành hành động, nàng kích động bổ nhào vào Ninh Nhất Lan trong lòng, áp ở hắn trên người gắt gao ôm hắn. Hù chết nàng! Khụ khụ, nghe được hắn ho khan thanh âm, cố ý vội vàng theo hắn trên người bò lên. Ai a, à, lâu lắm không gặp, có chút tiểu kích động, thiếu chút nữa đưa hắn cấp đè chết. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện có chút không ổn gì đó. Ninh Nhất Lan ở nàng trong ấn tượng luôn luôn đều là cái kia cường đại tồn tại lúc này thế nào êm đẹp ngã xuống, thân thủ thám hướng hắn mạch môn, hảo hư. Nàng cẩn thận dò xét hồi lâu, tài đụng đến cực rất nhỏ nhảy lên. Chạy nhanh đưa hắn kéo lên, cố ý nắm chặt hai tay của hắn, điều động đang điền nội tức, sử cuồn cuộn không ngừng chân khí theo cố ý gân mạch lưu động, tranh tiền khủng sau dường như hướng trên người hắn dũng đi. Hai người chân khí ở Ninh Nhất Lan trong cơ thể gặp nhau giao hòa, nàng linh lực giống hai thủy bàn dễ chịu hắn khô cạn linh lực, chữa trị hắn bị thương gân mạch. Cố ý trên mặt theo bình tĩnh tự nhiên, dần dần chảy ra bạc hãn, đến từng hạt một mồ hôi đi xuống lạc, lại đến sắc mặt dị thường ửng hồng, toàn bộ quá trình cũng bất quá nhất chén trà nhỏ mà thôi. Nàng biết Ninh Nhất Lan tình huống không quá tốt, nhưng là nàng không nghĩ tới, này cũng quá kém đi. Quả thực chính là bị vét sạch dường như. Bất quá may mắn nàng kịp thời tìm được hắn, nàng tưởng về sau hẳn là sẽ không lưu lại gì hậu hoạn đích. Ninh Nhất Lan sắc mặt theo tái nhật dần dần khôi phục đến đạm phấn, mà cố ý tắt vẻ mặt rất không dễ chịu bộ dáng. Đến nàng cảm thấy chính mình đã là cực hạn thời điểm, nàng mới đột nhiên thu hồi chính mình linh lực. Nhìn một chút bốn phía, cố ý mới phát hiện chính mình cư nhiên gấp đến độ ngay tại giả ngoại cho hắn thích thương, nay nghĩ đến, vẫn là chạy nhanh đưa hắn mang về trong sơn động muốn tương đối thích hợp. Đứng lên sau, cố ý không khỏi trước mắt nhất bạch, được một lúc tài hoãn đi lại xoa xoa như nhũng ra tứ chi. Nhìn như trước nằm trên mặt đất Ninh Nhất Lan, nàng tưởng. Tha trở về. Quên đi, vẫn là lưng đi. Giang nan tương Ninh Nhất Lan lưng ở trên lưng, đứng định kia một khắc cố ý thầm nghĩ nói nhất câu, Ninh Nhất Lan, ngươi khẳng định gạt ta ăn hơn, ngươi cũng quá trọng thôi. Nàng thiếu chút nữa không đứng vững. Một bước thâm, một bước thiển hướng trong sơn động mặt đi đến, cố ý linh lực hư hao quá nhiều, ngắn ngủn hơn 10 bước lộ trình, nàng cảm thấy chính mình đi rồi đỉnh lâu dường như. Làm nàng đi trở về đến trong sơn động thời điểm, nàng cảm thấy cả người đều nhanh muốn mệt chết. Hô, dài thở vào nhẹ nhõm, cố ý chậm rãi tương ninh nhất lan chuyển qua lý thất mặt đất, thôi hắn tiếng kia nói khe hở hẹp thời điểm, cố ý có loại như trút được gánh nặng cảm giác. Đêm này bộ động tác đều làm xong sau, ngồi vào thượng, nàng đã mệt đến túi bụi. Ninh Nhất Lan dựa vào ngồi ở tường đá bên cạnh, mà nàng tắt xê dịch thân mình, gối lên trên đùi hắn. Thoải mái, rõ ràng giống như tài vài ngày rỗi gặp, cố ý lại cảm thấy hắn cầm giống như gầy. Vương tay đến, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở hắn cầm cỏ sát. Thủ đoạn bị bắt được. Trên đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, hắn nói. Chỉ biết ta không có nhận sai nhân. Cố ý sửng sốt một chút, dây lát, nàng lập tức tọa thẳng thân đến trừng lớn mắt, lăng lăng xem cái kia ánh mắt khẽ nhất nhân, ánh mắt của hắn còn có điểm tán hoán, nhưng là vẫn là đó có thể thấy được tràn đầy ý cười. Ngươi tỉnh. Kỳ thật nàng cũng biết lời này là vô nghĩa, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi xuất ra. Ân, ta tỉnh. Hắn thản nhiên đáp. Hắn trong thanh âm mang điểm chua xót, có thể nghe ra giống như đỉnh lâu không nói gì. Cố ý lập tức mở ra hai tay, dùng sức đưa hắn hướng chính mình mang, vùi đầu ở vai hắn giang. Làm như nhận thấy được nàng lo lắng, Ninh Nhất Lan nâng lên một bàn tay đến, đáp lại nàng. Hai người đều đắm chìm ở cửu biệt gặp lại trong thế giới, tuy rằng ấn thời gian mà nói, quả thật không quá nhiều lâu, nhưng là đối với vừa rơi vào bể tình người đến nói, liền không giống với. Chẳng qua, gặp lại vui sướng không quá nhiều lâu, cố ý liền theo trong lòng hắn tránh xuất ra, nàng trừ khục thịt sau, mắt sáng như đuốc theo dõi hắn mặt xem, nói. Hãng bạch tòng khoan, kháng cự theo nghiêm, tưởng khoan vẫn là nghiêm, nhìn ngươi. Hắn sửng sốt một chút sau, nguế một cái khóe miệng, nói. Ta nghĩ ngươi. Hắn thật đúng là nhường nàng bất ngờ không kịp phòng, cố ý một chút liền phá công, nàng cười nói. Ai cho ngươi nói này? Hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng ở hỏi cái này sao? Tay bị hắn thật cẩn thận trừ đi qua, cố ý lại lập tức trừ trở về, hai tay vén trước ngực nỗ lực trang hồi nguyên lai like bộ dáng quanh thân tản ra lãnh liệt hơi thở không được không thể nhường hắn cứ như vậy hồ làm đi qua ninh nhất lan sờ sờ cái mũi nhìn nàng cái kia nghiêm cẩn bộ dáng bắt đầu chậm rãi nói lên ngươi có biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt ngay từ đầu chúng ta đều tự đánh nhưng là chúng ta hai cái đều là một đường thế như chẻ tre dường như không biết bao lâu sau chúng ta ở trên chiến trường gặp nhau sau đó liền đánh lên ân, ừ, sau đó đâu? Ninh Nhất Lan suy nghĩ một chút sau, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, hắn pháp khí là trấn hồn kiếm, ta còn lại là như linh cầu, ta so với hắn pháp thuật tu vi mạnh hơn thượng một phần, nếu hơn nửa vũ khí đến tính trong lời nói, bình thường mà nói, thế nào đều sẽ là ta kỹ cao một bậc, nhưng là giao thủ trên đường, ta liền phát hiện ta khắp nơi bị hắn áp chế, ta công kích rơi xuống hắn trên người thời điểm, quy lực luôn bị để đi một ít, mà hắn dừng ở trên người ta khi, quy lực làm như tăng mạnh một chút. Sau này ta không biết thế nào tới, ta chỉ nhớ rõ cổ tay hắn đột nhiên lấy quỷ dị góc độ vừa chuyển, tiếp ánh mắt ta bị cường quan nhất chiếu, nhưng vào lúc này, ta quanh thân chân khí giống như bị tế trở một cái chớp mắt, nhanh tiếp mà đến là rơi vào vực sâu bàn cảm giác. Đối đãi ta tỉnh lại sau, ta liền tại đây phiến trong rừng rậm mặt, ta đi rồi một lát sau, phát hiện hơi mệt, đụng tới nhìn đến này sơn động, vì thế liền ở trong này mặc tạm làm điều dưỡng nhưng là hôm nay ta ẩn thuần nhận thấy được khí tức của ngươi cảm thấy quýnh lên liền đi ra ngoài tìm ngươi không nghĩ tới ngươi đổ trước đến một bước ta xa xa nhìn đến ngươi liền không chịu nổi cảm thấy vui sướng chạy đến cạnh ngươi nhưng là không nghĩ tới lại té xỉu lại té xỉu xem ra người này không thiếu ép buộc chính mình a à. bất quá nghe hắn nói như vậy cố ý cuối cùng đại khái lý lẽ rõ ràng chỉnh chuyện chân tướng nàng âm thầm suy xét một lát sau, nói. Ngươi có hay không chú ý tới kia thanh kiếm thân kiếm thượng có khỏa màu vàng hạt châu? Ta tưởng thay đổi thế cục trọng điểm ở chỗ nơi này. Ninh Nhất Lan cẩn thận hồi tưởng sau, nói. Có, ta nhớ được đương thời hắn đột nhiên đem thân kiếm nâng lên, ta ngắm một chút, chui kiếm phía dưới quả thật có một viên. Cố ý đem tay hắn lấy ở lòng bàn tay, đầu ngón tay ở hắn giới hoàng biến mất địa phương vuốt, nàng nói hạt châu này cùng ngươi tương khắc, bởi vậy mới có thể áp chế ngươi, bất quá yên tâm, ta sẽ tưởng biện pháp giúp ngươi trộn đi. Trên trán đột nhiên bị gõ một chút, cố ý che bị sao địa phương, quán trách hỏi. Ngươi làm chi? Hắn ninh mày, ngữ khí nhận thật sự nói. Ai cho ngươi trộn này nọ? Ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc hỏi ta muốn, ta tiểu cố ý, tài không hiếm lạ người khác gia gì đó. Cố ý nguyễn nguyễn dựa vào hắn, nói không, ta hiếm lạ đâu. Xem Ninh Nhất Lan sắc mặt không phải tốt lắm, nàng lại nhuyễn hạ tiếng nói nói. Nhưng ta này không phải vì ngươi thôi, ta sợ ngươi bị khi dễ. Thấy hắn mặt mày hơn hai phân ý cười, cố ý không thể không bội phục chính mình sát ngôn quan sát bản sự. Ninh Nhất Lan hoàng nàng thắt lưng, nói. Lần này chính là một cái ngoài ý muốn, ta bất quá là nhất thời thất thủ mà thôi, nay đã biết này, đồng dạng sai lầm ta sẽ không tái phạm ngươi ngay tại bên người ta hảo hảo bị ta thân ái ôm ôm là đến nơi nàng biết hắn sở dĩ nói như vậy bất quá là vì nhường chính mình yên tâm thôi cố ý nhếch miệng kéo qua tay hắn nói được rồi nhưng là có cơ hội trong lời nói nàng vẫn là giúp giúp hắn dù sao hắn ninh nhất lan làm sao có thể bị khi dễ này khẩu khí không chỉ có ninh nhất lan không thể nhẫn nàng càng không thể nhẫn vốn nghĩ tình huống của hắn không phải rất hảo nhưng là cũng không nghĩ tới kém đến nước này, sớm biết rằng vừa mới liền nhiều đánh cẩu đảng mấy đốn ra hết giận. Một chút quả thực tiện nghi hắn. Đợi chút, nàng có phải hay không quên cái gì rất trọng yếu gì đó? Cẩu đảng có phải hay không không thấy? Tác giả có chuyện muốn nói. Tưởng ta không? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Ta yêu ngươi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 62 Ta yêu ngươi 62 vừa rồi một bộ tâm tư đều đặt ở Ninh Nhất Lan trên người, nay phục hồi tinh thần lại, nàng tài nhớ tới chính mình vừa chạy đi ước nguyện ban đầu là vì tìm cậu đảng đi. Tư nhiên cấp đã quên. Phúc chốc đứng lên, cố ý sốt ruột hướng phía ngoài chạy đi. Chậm trễ lâu như vậy, cái này cho dù vốn ở phụ cận, đã sớm chạy cái không ảnh. Như thế nào? cố ý ánh mắt vẫn là hướng sơn động bên ngoài tìm kiếm, nàng nói. Cậu đảng không thấy. Nghe vậy, Ninh Nhất Lan dừng một chút sau nói. Không quan hệ, quay đầu ta nhường đồng ý bọn họ lại cho ngươi tìm một viên thôi, bất quá cậu cũng sẽ đẻ trứng, ta nhưng là lần đầu tiên nghe nói, chỗ này thật đúng thần kỳ. Biết hắn hiểu sai, nàng tức giận nói. Là ta cấp một người thủ tên, ngươi cho ai đặt tên? Ninh Nhất Lan nhịn không được đánh gãy nàng hỏi cố ý thủ đặt ở trên vai hắn để mà trấn an hắn cảm xúc đừng suy nghĩ nhiều quá là tư nhiễm tiếp theo thuấn đặt ở hắn trên vai thủ liền hắn kéo xuống dưới hắn cúi đầu xem kia chỉ khớp xương rõ ràng màu da bạch tích thủ làm bộ như không chút để ý hỏi nhà của các ngươi quan hệ là từ khi nào thì bắt đầu trở nên như thế thân cận cố ý vội vàng giải thích nói không có ta chẳng qua là không nghĩ gọi tên của hắn tài tùy ý cho hắn thủ mà thôi ninh nhất lan gật gật đầu lấy chỉ ra lý giải hắn nhìn cố ý nói ta cũng muốn có đôi khi nàng thật là theo không kịp hắn não đường về ngươi muốn cái gì ta cũng muốn một cái đặc hữu tên đầu tiên là kinh ngạc không có cách nào khác nói chuyện làm nàng chậm rãi theo này trong ý thức đi ra khi nàng đề nghị nói ngươi xem tiểu trư trư như thế nào nhìn ngươi thế nào tiếp trong lòng nàng nói không nghĩ tới ninh nhất lan thực sản khoái thả thật cao hứng nói có thể cứ như vậy về sau chỉ có chúng ta hai người khi ngươi cứ như vậy bảo ta hắn nghiêm cẩn a à. thực thích người này làm như nàng kinh ngạc biểu cảm quá mức rõ ràng ninh nhất lan nhíu mày hỏi ngươi làm sao vậy đè trên mặt vi cương mặt cố ý một lần nữa thay một cái ý cười nói không có việc gì không có việc gì, không nghĩ tới ngươi thưởng thức như thế nào hảo. Cùng nàng đùa giỡn một vòng sau, Ninh Nhất Lan bỗng nhiên nhớ tới hắn chú ý trọng điểm giống như trật. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Đúng rồi, ngươi là thế nào cùng hắn quen biết? Này hắn, cố ý tự nhiên nghe ra hắn nói là cậu đảng, nàng nói. Ở bên dòng suối, ta rửa mặt thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, cùng ngươi giống nhau, ngã xuống dưới đem ta ép tới gắt gao. Nói đến vĩ chỗ khi, nàng không khỏi chế nhạo hắn một chút. Trên đầu đột nhiên hơn một bàn tay, nhẹ nhàng ở chính mình phát trên đỉnh nhu. Cảm thụ được người nào đó tác loạn thủ, cố ý biết hắn là cấp chính mình một điểm nhan lực, hắn lại hỏi. Hắn đương thời tình huống như thế nào? Cố ý nói. Cùng ngươi không sai biệt lắm, dù sao cũng không phải tốt lắm, nếu không phải ta cứu hắn, hắn hiện tại phỏng chừng đã chết. Ngươi vì sao muốn cứu hắn? Hắn đặt ở chính mình trên đầu thủ một chút. Sự tình đến bước này, nhậm cố ý thế nào giấu giếm đều không có khả năng giấu giếm được Ninh Nhất Lan, nàng nói. Việc này nói đến có chút phức tạp, tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi thuộc tính là một, ta thuộc tính là thủy, hắn thân kiếm thượng kim hạt châu đại biểu cho kim, kim khắc một, cho nên ngươi mới có thể khắp nơi bị hắn sở áp chế. Ngũ hành bên trong thiếu một thứ cũng không được Chúng ta mệnh đều là tương quan Ai tử cũng không được Cho nên ta không thể nhường hắn chết Ninh nhất lan trầm mặt xuống dưới Cố ý suy nghĩ Hắn hẳn là ở suy xét nàng trong lời nói chân thật tính Dù sao mặt cho ai nghe nói như thế Đều sẽ cảm thấy đây là thiên hoang dạ đàm Không nghĩ tới Hắn rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận đi lại Hắn cười cười Nói Kỳ quả thật là được cứu trợ xem sắc mặt của hắn không phải tốt lắm, cố ý suy nghĩ hắn hẳn là không thích chính mình mệnh cùng người khác quải câu việc này, nhưng lại là của chính mình địch nhân, nàng nói. Yên tâm, có người từng nói với ta, này kim thuộc tính, chính là tạm thời gửi lại ở thân kiếm phía trên, mà kiếm ký chủ là cẩu đảng, cho nên liên quan quan hệ mà thôi, chính là tạm thời mà thôi. Ninh Nhất Lan thản nhiên ứng thanh sau, hỏi. ki quỷ, ai mới là chân chính nhân? Cái này đến phiên cố ý không biết thế nào trả lời, nàng nói. Ta chỉ biết là chỉ có ta có thể tự tay đem kia khỏa hạt châu cùng thân kiếm chia lìa, nhưng là ai là chân chính thuộc tính nhân, ta cũng không biết. Vì sao là ngươi? Cố ý một bộ tranh công biểu cảm, nàng nói. Bởi vì ta lợi hại. Hắn cười nói. Ta nhân, tự nhiên lợi hại. Tiếp hắn lại bổ sung thêm. Khó trách ngươi nói muốn đi trộn không tốt lắm ý tứ sờ sờ mặt, cố ý nói. Đừng nói trộm khó như vậy nghe, ta chẳng qua là ở vật quy nguyên chủ trên đường ra một phần lực mà thôi. Ninh Nhất Lan không nói gì, hắn tựa vào trên thạch bích mặt trong mắt mang cười ý xem nàng. Vương tay đến, cố ý ngăn trở mặt hắn, đô reo lên. Nhìn cái gì vậy, nói còn chưa nói hoàng sẽ thu hồi, lòng bàn tay chỗ vừa truyền đến nguyễn nguyễn ấm áp xúc cảm, như nàng không nghĩ sai trong lời nói, này này hắn là hôn nàng đưa tay hơi hơi dời cố ý nghiêng đầu nhìn hắn vừa khéo lộ ra hắn mặt khi hắn chu chu miệng một chút sau đó lộ ra một chút đẹp mắt ý cười nàng cảm thấy mặt mình một chút liền đỏ phản ứng đi lại sau nàng không có gì lo lắng mắng tử không biết xấu hổ chủ ân không sai nói rất đúng hắn gật gật đầu làm bộ như tức giận bộ dáng lấy che giấu phập phòng không ngừng nội tâm làm như phát hiện nàng quẩn thái, Ninh Nhất Lan biết mọi việc có chừng có mực, hắn nói. Tốt lắm, tốt lắm, ta có chút mệt nhọc, ngươi hư hao nhiều như vậy linh lực, cũng ngủ một giấc đi. Hắn không nói khi hoàn hảo, hắn như vậy nhắc tới khởi, cố ý liền phát hiện nàng ít hầu phát khô, toàn thân xương cốt đều rất đau. Này quả thật là hư hao quá độ biểu hiện. Dựa vào ta này ngủ một lát đi, chờ ta điều chỉnh tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài hắn ở trên đùi bản thân vỗ nhẹ, ý bảo nàng hướng nơi này nằm. Không ngủ bạch không ngủ, cố ý chậm rãi di động thân thể của nàng, thoải mái nằm ở mặt trên. Nằm xuống sau, cố ý cảm thấy chính mình tuy rằng rất mệt, nhưng là nàng đột nhiên không bỏ được ngủ. Nàng mở to nhất hai mắt to cùng cúi đầu ninh nhất lan đối diện. Dây lát, trên mặt bị nhẹ nhàng phủ trên một bàn tay. Ngủ. Ban đêm, trong thiên địa phản phất bị yên tĩnh vây quanh, đặc biệt trong sơn động mặt, cũng chỉ có bọn họ hai cái trầm tiếng hít thở. Một lát sau sau, Ninh Nhất Lan nửa mở mở mắt, nhìn nằm ở chính mình trên đùi cố ý, nàng bên môi chính quải một chút như có như không ý cười. Tâm tình của hắn đột nhiên biến rất khá dường như. Mắt nhìn bốn phía, không có người. Hắn chậm rãi cúi đầu, đem phúc ở nàng trên mắt thủ dời, nhanh tiếp mà đến, là mang theo trấn an hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi điểm qua tức chỉ, một cái chớp mắt tức thu. Hắn lại đưa tay cái ở ánh mắt nàng phía trên, lúc này đây đổi đến khóe miệng của hắn không tự giác dơ lên. Dù sao như vậy cảm giác rất trộn đến cảm giác hạnh phúc, nhưng hắn cảm thấy thực có ý tứ. Một đạo vi thẩm thanh âm ở trong sơn động mặt vang lên. Ngủ đi, ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi tìm đến ta, ta thật cao hứng. Sợ là cả đời này Trung đều không có nói qua nói như vậy chính là hơn 10 cái tự, hắn nói xong sau, toàn bộ trái tim vô pháp ức chế điên cuồng nhảy lên. Cẩn thận quan sát đến nàng, nàng không có gì tỉnh lại dấu hiệu, Ninh Nhất Lan yên tâm nhắm lại ánh mắt, đi theo cố ý cùng ở trong mộng điều dưỡng nội tức. Này vừa cảm giác, hai người đều ngủ vô cùng thẩm, đầy đủ ngủ thượng 7 ngày 7 đêm, liên tư thế cũng không mang đổi. Tối nhưng vẫn còn Ninh Nhất Lan tỉnh lại trước. Hắn mở mắt ra mâu khi, một tia đạm sắp không có quan ở hắn trong mắt tránh qua, cảm thụ được quanh thân dư thừa sắp tràn ra đến linh khí, dụng thần thanh khí sản đến hình dung cũng không đủ. Giữa hai chân bị trường kỳ đè nặng, tỉnh lại sau không khỏi có chút trung lên, nhưng là xem cố ý vẫn là gối lên này thường, hắn vẫn là chịu đựng, không có hoạt động, chậm rãi chờ nàng tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, cố ý cũng từ từ tỉnh lại. Sớm an, ta cố ý đầu óc còn chưa có tỉnh táo lại, nàng liền nghe nói như thế, tâm tình không khỏi bỗng chốc trở nên hảo lên. Sớm an. Nàng mở to mắt nhập nhèm đôi mắt, chậm rãi theo trên đùi hắn đứng lên, xem hắn đột nhiên khẽ biến mặt, cố ý liên tục hệ, chỉ biết chính mình đem đùi hắn cấp áp đã tê rần. Nàng bất đắc dĩ cười, nghĩ người này ấm lòng hành động, tiếp vương tay đến, nhẹ nhàng ấn hắn đùi. Cho ngươi tự nhẫn. Ninh Nhất Lan thuận thế đem nàng cả người hướng trong lòng bản thân vùng, hắn nói. Không có biện pháp, nhẫn cả đời cũng là nhẫn, ta trước thời gian luyện tập một chút. Cố ý giả vờ giả vịt ở hắn trước ngực nhất chủy, nói. Những lời này, với ai học? Thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông, đối với như vậy thông minh ta, ta cũng là thực bất đắc dĩ. Tựa vào hắn trước ngực, nàng nói. Khẩu ngọt lưỡi hoạt ninh nhất lan nhiệt độ cơ thể so với thường nhân hơi cao dựa vào hắn thời điểm đặc biệt ấm áp trọng yếu nhất là thích ý thật sự rất cảm giác an toàn cảm giác trước mắt đột nhiên che thượng một cái bóng ma cảm thụ được cánh môi thượng ấm áp phản ứng đi lại sau người này lại hôn nàng làm chi lại hôn ta ninh nhất lan vẻ mặt nghiêm cẩn nói không phải ngươi nói ta khẩu ngọc sao ta cho ngươi nếm thử ngọc sao cố ý vội vàng theo hắn thân cúi xuống đến nàng xoa thắt lưng rủ mắt nhìn hắn nói ninh nhất lan ngươi này lưu manh xem thật sự là đem nàng chọc giận hắn vội vã đứng lên đến lôi kéo tay nàng ngữ khí đặc biệt ôm nhu nói ta chính là tưởng đậu đậu ngươi thôi đừng tức giận ta không nghĩ lại cùng hắn ở đề tài này hạ rối rắm đi xuống cố ý quét hắn liếc mắt một cái hỏi khá hơn chút nào không Hắn thiển thiển cười, nói: "Tốt lắm, chúng ta đây trở về đi." Cố Ý đề nghị nói. Giọng nói vừa, Cố Ý liền cảm nhận được bên hông hơn một cái cường mà hữu lực thủ, chân bỗng chốc liền cách, cả người bị hắn chặn ngang ôm lấy. "Chúng ta trở về." "Đem ta buông đến, ta chính mình có thể đi." "Mặc kệ, ta muốn ôm." Cuối cùng không lay chuyển được hắn, Cố Ý chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nơi này cùng quân doanh nơi đó khoảng cách không xem như quá xa, lấy Ninh Nhất Lan cước trình mà nói, cho dù hơn nửa cố ý, cũng bất quá là một cái canh giờ trong vòng chuyện. Trải qua gần rèn luyện, Cố Ý kinh hỉ phát hiện chính mình đã hoàn toàn không sợ hắn này khinh công, thậm chí còn giống như rất thích một trận lại một trận gió lạnh tại bên người thổi qua cảm giác, phải biết rằng ở vừa nhận thức hắn thời điểm, này khả sẽ bị dọa tử nàng. Trên đường phong cảnh, Cố Ý đến thời điểm không có phát hiện nay tựa vào hắn trên người mới phát hiện nguyên lai phía dưới một cái lại một cái đỉnh núi các hữu đặc sắc, có chút sơn hoa rực rỡ, có chút có ấm áp nước suối. phát hiện nàng vẻ hưng phấn, hắn nói, về sau mang ngươi bắt bọn nó đều dạo một cái lần. cố ý vội vàng nói, một lời đã định, hảo, một lời đã định. thời gian chậm rãi đi qua, khoảng cách mục đích cũng càng ngày càng gần, xa xa vọng đến quân doanh bộ dáng còn có bên trong một mảnh đông nghìn nghiệp ở thao luyện tràng thượng đi lại binh lính cố ý cảm thấy có chút là lại dường như hỏi hắn ngươi có hay không phát hiện giống như có chút bất đồng ninh nhất lan không nói gì chẳng qua hắn động tác đột nhiên nhanh hơn một lát hắn vững vàng dừng ở hắn doanh trướng ở ngoài ông cố ý lắc mình nhập vào trong đó vừa mới tiến đi liền nhìn đến đồng ý thân ảnh hắn vội vã nên tiến lên đây trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nhưng là tiếp theo thuấn hắn nghĩ tới cái gì dường như, chuyển hỷ vì ưu. Đại điện hạ đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Vừa mới phát hiện nguyên lai like số lượng từ nhiều như vậy. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Áo lót tái hiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 63 Áo lót tái hiện 63 về này đại điện hạ, nói thật, Cố ý đối hắn ấn tượng thật đúng không bao nhiêu. Trong trí nhớ, đại điện hạ tên là Ninh Thâm, hình như là ma hoàng thích nhất con, về phần năng lực cũng là không lầm, chẳng qua ở Ninh Nhất Lan quang hoàng dưới, có vẻ hơi chút có chút kém cỏi mà thôi. Cho tới nay, ma tộc quân sự thượng có Ninh Nhất Lan tỏa trấn, chính sự có Ninh Thâm chủ lý, bởi vậy, lâu như vậy tới nay, đều không có ra qua cái gì sai lầm, như vậy cân bằng chưa từng có đánh vỡ, ngoại nhân xem thập phần hòa bình trên thực tế tắc mạch nước ngầm mãnh liệt. Không chỉ một lần, Ma Hoàng Ninh Hòa Duyệt cùng Ninh Nhất Lan nhắc tới qua hắn hy vọng rèn luyện Ninh Thâm, nhưng Ninh Nhất Lan giao ra tiểu bộ phận quân quyền, cho hắn luyện luyện thủ. Chẳng qua cho tới nay Ninh Nhất Lan cũng không nhả ra, biết rõ hắn trong quân thực lực cùng uy vọng, Ma Hoàng cũng không tốt cưỡng bức hắn, việc này cũng chỉ hảo như vậy đặt xuống. Không nghĩ tới, hắn mượn lần này Ninh Nhất Lan mất tích cơ hội, rốt cục vương cho tới nay rụt trịch thủ. Ninh Nhất Lan nhường cố ý ngồi xuống, hắn lưng qua thân đến, hỏi đồng ý hắn là lúc nào tới. Chủ tử ngươi đi rồi không đến ba ngày đã tới rồi. Ba ngày. Hoàn thành cự cách nơi này thế nào cũng phải hai ngày khoảng cách. Cố ý nghĩ rằng. Thật đúng là bất không kịp đãi cấp bách chạy tới. Dù sao chờ lâu đi. Trầm mặt một lát sau, Ninh Nhất Lan hỏi. Hắn hiện tại nhân ở nơi nào? Đồng ý nói hắn cầm ma hoàng thủ dụ nói quân lý sở hữu quân đội tạm thời từ hắn tiếp quản sở hữu các tướng sĩ trong lòng tuy rằng không phục nhưng là cũng không dám lỗ mãn nay hắn hẳn là ở sân huấn luyện thượng tướng chính mình người xếp vào ở các quân bên trong đã biết chủ tử khi kế tiếp nên làm chút cái gì ninh nhất lan khẽ cười một tiếng nói làm cái gì tự nhiên là đem người không liên quan đuổi cách dù sao ta nơi này cũng không phải là thu rác địa phương. Cố ý nâng đầu, nhìn Ninh Nhất Lan nói chuyện bộ dáng, càng xem càng mê mẩn, ngay từ đầu hắn cùng đồng ý trong lời nói, nàng còn nghe được một chút, đến sau này, không chỉ có bọn họ nói trong lời nói nhất tự chưa nghe, nhưng lại đã dạo chơi tứ hải, thẳng đến chính mình tay bị kéo xuống dưới, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn ngồi sổng chính mình mặt tiền Ninh Nhất Lan, nàng cười hỏi. Nói xong ninh nhất lan nói ân nói là nói xong nhưng là còn có chút việc muốn làm ngươi thoạt nhìn rất mệt trở về nghỉ ngơi một chút chờ ta xong xuôi sau cùng ngươi ngủ nàng giận dữ cười một tiếng nói ai muốn ngươi theo giúp ta ngủ a à? xem hắn không biết ý tứ hàm xúc ý cười cố ý vội vàng thôi hắn đi ra ngoài nói đi một chút đi đi làm chuyện của ngươi đi đừng ở chỗ này ma ma chích chích ta đây đi nhanh đi, ngươi xem đồng ý đều sốt ruột chờ. Theo rèm cửa nhô đầu ra đồng ý, vẻ mặt mướp đắng can bộ dáng, trong lòng hắn nghĩ. Trước kia chủ tử làm việc khả sản khoái đâu, hiện tại nói cá biệt đều làm cái nửa ngày, trời biết chính hắn đều nhanh muốn vội muốn chết. Ninh Nhất Lan cho nàng một cái an ủi ý cười sau, liền bước nhanh đi ra ngoài. Có lẽ là hắn vừa trở về tin tức sớm truyền khắp quân doanh, bởi vậy hắn vừa ra đi, liền phát hiện trên cơ bản quân lý chức vị khá cao nhân đều ở hắn trước cửa chờ tướng quân ngươi cuối cùng đã trở lại ân ta đã trở về nhìn bọn họ một đám hình như có ngàn vạn nói chuyện muốn nói bộ dáng ninh nhất lang tùy tiện ý bảo một người nhường hắn nói người nọ chiếm được cho phép lập tức không dứt nói lão tử mang binh tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng có mấy trăm năm Tự nhiên bị hắn cái kia liên binh đều không chạm qua tiểu tử nói được không chỗ nào đúng, nói ta bất luận là phương pháp vẫn là phương thức huấn luyện đều có vấn đề, không ấn cái gì sách cái gì lý theo. Hắn một cái lần đầu tiên đến trong quân doanh nhân, hạt nói cái gì đó a, à, ta cái gì đều có thể nhẫn, liền nhịn không được người khác nói ta mang binh không tốt cùng nói tướng quân ngươi nửa câu này nọ, vì thế cùng hắn nháo lên. Nhưng vào lúc này, hắn cầm ma hoàng thủ dụ xuất ra, nói hắn hiện tại là nơi này quyền lực cao nhất nhân hắn muốn cách ta chức cái này ta liền càng khí vốn định cùng hắn đại đánh một hồi nhưng là tả phó tướng khuyên ta đừng nhất thời khí phách đại tướng quân ngài sau khi trở về thì sẽ làm cho ta chủ chỉ cần có một người nổi lên đi đầu tác dụng còn lại mỗi người đều bắt đầu thất chủy bác thiệt tố lại nói tiếp hắn nói nhường ta vì hắn làm việc quay đầu nhường ta thăng chức ta ở trong quân tuy rằng không là cái gì đại nhân vật nhưng là ta cũng bị mắng một chút. Ninh Nhất Lan nghe xong một lát sau, thân thủ ý bảo bọn họ dừng lại miệng đến. Theo bọn họ thất linh bác lạc trong lời nói mặt, hắn cuối cùng cũng lý lẽ rõ ràng mấy ngày này lý đến cùng phát sinh cái gì. Ninh thâm ở cho bọn hắn chọn thứ, coi đây là lấy cớ, cách đi bọn họ chức vụ, tiếp thay chính mình người, bình thường xử sự thủ pháp, chẳng qua hắn vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, làm việc quá mức cấp tiến, phạm vào chúng căm ghét hơn nữa hắn còn làm sai rồi một chuyện thật trọng yếu hắn không chỉ có không theo tầng dưới chót vào tay nhưng lại công nhiên khiêu khích chức vị khá cao nhân đây là tự cấp chính mình muốn chết a à. ở ninh nhất lang trong trí nhớ hắn xử lý chính sự thật là nhất lưu đặc biệt mượn sức này quan văn quả thực có thể nói là nhân tin khả năng lần này nhúng tay quân vụ thật sự là cho hắn quá lớn đánh sâu vào làm cho làm việc không ổn quân lý nhân phần lớn lấy nghĩa khí được ca ngợi nhiều năm xuất sinh nhập tử chẳng phải hắn dễ dàng có thể châm ngòi, hắn như vậy nhất làm, chỉ biết có biến khéo thành vụn hậu quả. Nhưng là Ninh Nhất Lan cũng lý giải hắn, dù sao cũng là một cái nhiều năm khát vọng quân quyền nhân, nay rốt cục có cơ hội đi đụng chạm, làm ra không hợp hồ lẽ thường chuyện, cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Khóe mắt dư quan đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc nhân, Ninh Nhất Lan nhìn hắn, hỏi. Tiêu tịch, nhà xí đều tẩy tốt lắm sao? tiêu tịch không nghĩ tới ninh nhất lang sẽ đột nhiên điểm đến tên của hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không phải nói cái gì đồng ý hợp thời đáp một câu hắn tẩy tốt lắm nhìn lướt qua trên người hắn quần áo ninh nhất lang nói đã tẩy tốt nói vậy thay ngươi nên mặc giả dạng ngụ ý là nhắc nhở hắn thăng chức công việc nhớ tới cái kia ninh thâm ninh nhất lang đáy lòng không khỏi có loại phiền muộn hắn nói không nói nhiều ta đi hội một hồi hắn đồng ý đi giọng nói vừa mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quát một trận gió mà thôi phục hồi tinh thần lại trước mặt đã thiếu hai người sân huấn luyện thượng ninh nhất lan thật xa liền nhìn đến hai người đứng ở trước nhất hơi chút dựa vào tiền nhân một thân bạch y lượng không được cùng quân lý ám thẩm sắc điệu hình thành tiên minh đối lập mà đi theo bên người hắn rõ ràng chính là hắn đắc ý tùy tùng phần đông binh lính đang nhìn đến Ninh Nhất Lan khi nhất thời trước mắt sáng ngời, nhìn không được chế tạo một ít xôn xao, này vô duyên vô cớ hành động khiến cho Ninh thâm nghi hoặc, chẳng qua hắn còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, phía sau liền truyền đến nhất đạo thanh âm. Đại điện hạ không ở ngươi ôm hương nhuyễn sạp lý hảo hảo nằm, chạy đến ta này lại phơi lại nóng địa phương, thật sự là làm khó ngươi. Đáy mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua, cuối cùng nhân tin, hắn xoay người lại, làm bộ như vẻ mặt thân thiết nói nhị đệ, ngươi đã trở lại, vi huynh thật sự là lo lắng ngươi chết bầm. Ninh Nhất Lan tuy rằng là trường kỳ không chạm vào trong tộc chuyện, nhưng là nên thế nào cùng hắn giao tiếp, hắn vẫn là hội. Hắn đi lên phía trước đến, xem Ninh Thâm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Nhưng đại điện hạ lo lắng, thật là ta không ổn, nay ta đã trở về, tự nhiên sở hữu chuyện đều giao trở lại trong tay ta, nên lo lắng chuyện, vẫn là phải đi ưu, đối với đại điện hạ một thời gian trước quan tâm có thể thu hồi ninh thâm hơi hơi vuốt cằm hắn nói nhị đệ đã trở lại quân lý quyền cao tự nhiên là muốn trả lại đến trong tay ngươi nhưng là đã phụ hoàng phái ta đến đến nơi đây tự nhiên là hy vọng ta có thể hảo hảo học tập như ta nhất sự không thành trở về chẳng những đối ta nhưng lại là đối phụ hoàng vô pháp công đạo nghe ra hắn ý tứ trong lời nói đơn giản là quyền to hội giao nhưng là người khác vẫn là lưu lại, quân lý chuyện, hắn hay là muốn nhúng tay. Ninh Nhất Lan nở nụ cười cười, sau đó tiến đến hắn bên tai, nói. Như ta nói không đâu. Ninh thâm theo trong tay áo lấy ra một quyển màu vàng sáng gì đó, trả lời. Phụ hoàng thủ dụ nơi tay, nhậm ngươi như thế nào không muốn, ngươi cũng không thể dĩ hạ phạm thượng, cho nên, đừng nói nhiều như vậy có vô. Có thể cho ta xem sao. Ninh Thâm tự tin cười, hắn biên đưa cho Ninh Nhất Lan, biên nói. Có một số người, không tận mắt đến cái gì, là sẽ không nhận sự thật. Tiếp nhận thủ cuốn, đọc nhanh như gió đem nó xem xong, Ninh Nhất Lan trưởng gian ngưng khí, một đạo màu ngân bạch hỏa diễm đem này cắn nuốt, bất quá nháy mắt, kia cuốn thủ cuốn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ngươi cho là, ta có sợ hãi một trương thủ dụ. Hắn cười nói. Nghe vậy, ninh thâm nhất thời sắc mặt đại biến ở hắn nhận thức chung vô luận nhậm lúc nào đều nghe theo ninh hòa duyệt trong lời nói càng muốn dùng hắn vi tôn nhưng là theo vừa rồi ninh nhất lan trong lời nói hắn nghe ra một tia hắn tưởng cũng không dám tưởng gì đó hơn nữa theo hắn biểu hiện lý hắn cảm nhận được ninh nhất lan có tạo phản chi ý ngươi tưởng hư nói ra miệng trong lời nói hãy thu không trở lại ninh nhất lan đánh gãy hắn nói nơi này là ta địa phương mặc kệ là ai đi đến cũng phải nghe lời của ta nói quay đầu nhìn nhìn đồng ý hắn nói đồng ý ta thay đổi chủ ý rác thứ này vẫn là có thể lưu một chút không có nó phụ trợ là nhìn không ra đến đừng gì đó tốt đẹp còn không đãi đồng ý tưởng cái minh bạch hắn liền đối với ninh thâm nói ngươi không phải là muốn ở tại chỗ này sao vậy lưu đi ninh thâm hồ nghi xem hắn hắn cũng không tính Ninh Nhất Lan sẽ là tốt như vậy người nói chuyện, nhìn Ninh Nhất Vi hướng chúng binh lính chính tiền phương đi đến, hắn cũng dục tiền đi đến, nhưng là tiếp theo trành, đã bị đồng ý cắt ở. Chỉ thấy bên kia Ninh Nhất Lan, dùng tới sổ phần thật khí, khiến cho chính mình thanh âm đủ để truyền khắp ở đây sở có người trong tai. Hắn nói, vị này là Đại Điện Hạ, tin tưởng đại gia đều đối tên của hắn thập phần quen tai, chịu phụ hoàng thác nhậm, đại điện hạ hắn sẽ ở tại chỗ này, ta tưởng, một người muốn học hảo nhất kiện này nọ, nhất định theo cơ bản nhất bắt đầu lên, đại điện hạ làm người khiêm tốn, tự nhiên là thập phần đồng ý, vừa rồi kinh chúng ta hiệp thương, cuối cùng quyết định nhường hắn theo bộ binh bắt đầu làm khởi, thỉnh cầu các vị huynh đệ muốn hảo hảo chiếu cố hắn. Phần đông đạo ánh mắt tề loát loát đầu hướng về phía ninh thâm, dây lát, bọn họ nói. Tướng quân, minh bạch, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đại điện hạ. Ninh Nhất Lan xoay người lại, xem Ninh Thâm, trong mắt lộ vẻ nhường hắn tự cầu nhiều phút ý tứ. Ở quân lý không hề nhân mạch hắn, phải nhận được thế nào chiếu cố, tự nhiên là không cần nhiều lời thôi. Không phải tưởng lưu lại sao? Sẽ theo ngươi nguyện đi. Xử lý hoàn việc này Ninh Nhất Lan, không để ý Ninh Thâm đến tiếp sau phản ứng, hắn quy tâm giống như tên hướng cố ý chạy đi đâu đi. Này đó phá sự thật đúng là phiền toái hắn hiện tại có chút lý giải trước kia này nhân mỹ nhân lầm quốc người. Đem kia chướng mắt rèm cửa dương dỗ, nhìn rỗng tuyết giường, cả người tâm nhất thời nhất thẩm. Cố ý đâu? Sẽ không chạy đi. Nhưng hắn bắt được sau, khẳng định hảo hảo giáo huấn nàng một chút, bằng không nàng suốt ngày nơi nơi chạy loạn, hắn kia trái tim cả ngày đều huyền. Ninh Nhất Lan, ta ở trong này. Một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm từ dưới mặt truyền đến. Khẽ cao mày cúi đầu vừa thấy này không phải hắn trước kia kia kiện có thể nói hội khiêu vũ áo lóc sao thế nào lại xuất hiện đợi chút hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì cố ý đều biến trở về hình người vì sao cái này áo lóc hội tái xuất hiện đâu đừng nhìn ninh nhất lan chính là ta tác giả có chuyện muốn nói lại biến đã trở lại bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Ngủ ngươi thấy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 Ngủ ngươi thấy 64 một người nhất y nhìn nhau hồi lâu, thẳng đến cố ý nhanh muốn khóc, Ninh Nhất Lan tài phản ứng đi lại, đem nàng theo thượng bế dậy. Không biết vì sao, nhìn đến nàng cái dạng này, Ninh Nhất Lan cảm thấy rất muốn cười có thể là lâu lắm không gặp đến cái này áo lót ở chính mình trước mặt dương nanh múa vuốt cùng bản thân đấu khí ninh nhất Lang tự nhiên có chút tiểu hưng phấn kỳ thật hắn vẫn là rất thích nàng cái dạng này đủ đặc biệt tương phản cố ý tắt không quá lạnh nhạt vốn tưởng rằng thoát khỏi áo lót trạng thái có thể hảo hảo làm người lại không nghĩ rằng có thế này không đến hai tháng thế nào lại biến đã trở lại anh 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 có phải hay không cả đời liền biến không trở lại nàng rất sợ a. À. Cảm giác được hắn lồng ngực hơi hơi phập phồng, cố ý khóc không ra nước mắt nói. Ninh Nhất Lan, ta đều bộ dạng này, ngươi cư nhiên còn tại cho ta nghẹn cười. Người nào đó bị trạc phá sau không có nửa điểm xấu hổ, hắn nói. Không có, ta chính là có chút hoài niệm ngươi này bộ dáng mà thôi. Căm giận tránh ra hắn ôm ấp, cố ý lưu loát nhảy lên giường, ngồi xuống, nhìn hắn, không nói một câu, Chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không mang theo một tia kéo dài. Từ trên người nàng phát ra oán khí, tràn ngập toàn bộ phòng, nơi này mỗi một khẩu không khí đều là sung hài lòng hay không. Làm như nhận thấy được nàng bất mãn, Ninh Nhất Lan phóng nhu thanh âm, ngồi xuống nàng bít bên người, đề nghị nói. Thật lâu không gặp ngươi cái dạng này, muốn hay không cho ta nhảy một điệu. Hắn còn dám đề. Khi nhưng là nàng đời này tối dọa người thời điểm, hắn cư nhiên còn dám cho nàng nhắc tới cố ý một phen tróc qua một bên gối đầu hướng hắn trên người ném tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta này có phải hay không sống được rất hài lòng ngại mệnh dài quá dễ dàng tiếp nàng ném tới được này nọ Ninh Nhất Lan nói tốt lắm tốt lắm, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nghe ngươi vừa rồi ngữ khí giống như sắp khóc dường như ta lo lắng ngươi, cho nên mới đậu đậu mà thôi, đừng nóng giận thôi đến nói với ta đến cùng đây là có chuyện gì thế nào êm đẹp biến đi trở về nói thật nàng cũng không biết rõ lắm đây là thế nào một hồi sự sửa sang lại một chút ý nghĩ nàng mới bắt đầu chậm rãi nói ngươi không phải nhường ta về trước đến thôi ta mới vừa đi tiến nơi này một trận thiên toàn địa chuyển cảm giác lại đột nhiên truyền đến trong cơ thể linh lực nơi nơi tán loạn trước mắt biến thành màu đen ta cảm giác chính mình thân mình đi xuống trụy đi đối đãi ta phục hồi tinh thần lại, ta tự thành này phó bộ dáng. Nàng trong giọng nói mặt lo lắng, Ninh Nhất Lan tự nhiên nghe ra đến, hắn đem nàng kéo đến trong lòng bản thân, nói. Không quan hệ, dù sao ngươi là nhân là áo lót, là cái gì đều không quan hệ, chỉ cần là ngươi là có thể, ta chỉ để ý này mà thôi. Nói thật, nghe được hắn lời này, nàng hẳn là muốn thực cảm động, nhưng là nàng thật sự vẫn là muốn làm nhân nhiều một chút. Nàng không nghĩ bị vây xem a. À. Có thể biến trở về tới sao? Ngươi muốn hay không thử xem xem?" Hắn hỏi. Cố ý thử khống chế trong cơ thể linh lực, theo trong đan điền đem chúng nó điệu ra, y quanh thân mạch lạc chạy một lần. Sau khi chấm dứt, nàng phát hiện nhường nàng thám chế vẫn là không có gì vấn đề, linh lực cũng là như nhau dĩ vãng bàn bình thường, nhưng là muốn thế nào biến trở về hình người, nàng giống như sẽ không. Không có gì rõ ràng ta sẽ không. Nàng rầu rĩ nói. Ninh Nhất Lan vươn tay đến, xúc thượng nàng mặt trái, từng trận thuộc loại hắn chân khí ở nàng trong cơ thể chạy, một lát, hắn thu tay, nói. Kỳ quái, hiện tại ngươi trong cơ thể không có gì dị thường địa phương, ngươi là hình người thời điểm ta cũng từng thám qua, cùng hiện tại không có gì phân chia. Cố ý trả lời. Đúng vậy, ta vừa cũng phát hiện, trừ bỏ vừa mới bắt đầu linh lực không ổn định ở ngoài, theo ta là hình người thời điểm, không có nửa điểm khác nhau. Hắn trầm mặt một lát sau, nói: "Đừng nóng vội, khả năng một giấc ngủ tỉnh sau lại biến đã trở lại. Biến không trở lại làm sao bây giờ? Cũng không cần nhanh, dù sao ngươi đều là của ta, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng, cho ta náo cái rời đi cái gì?" Cố ý chuyển qua đến thân đến, ôm hắn nói: "Nhưng là ta cái dạng này, hội đối với ngươi không tốt." ninh nhất lan nghi hoặc hỏi vì sao nàng nói ngươi tưởng a à, đường đường một cái ma tộc nhị điện hạ mỗi ngày ôm nhất kiện áo lót nơi nơi chạy người khác sẽ cho rằng ngươi là biến y thái đến chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng hắn nói không có biện pháp kia cũng phải nhận mệnh a à. ghê tẩn ngươi ninh nhất lan đột nhiên đến hưng trí hắn hỏi vậy ngươi thấy thế nào cố ý suy nghĩ hội nói. Thấy thế nào? Không có gì ý tưởng, ngươi dù sao đều là của ta, trốn cũng trốn không thoát. Vô luận ngươi là thế nào nhân, liền tính là cái đại biến y thái, ta đây cũng chỉ có thể nhận, ai nhường ta ngay từ đầu khi mắt mù, coi trọng ngươi. Đích xác, ngươi trốn không thoát đâu, đời này đều không có khả năng, chúng ta hai cái đại biến y thái, quả thực liền cảnh thiên sinh một đôi, ngươi nói đúng sao? Vốn trong lòng thực mất hứng, Nghe hắn nói như vậy sau, cố ý phát hiện chính mình tâm tình tốt lắm rất nhiều, nàng cười nói. Đúng đúng đúng, liền nói chuyện với ngươi tối đối. Thấy nàng hồi phục ý cười, hắn nói. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều lắm, vừa ngủ dậy, sở hữu phiền lòng sự đều sẽ biến mất. Cố ý nhuyễn nhuyễn nói. Vậy ngươi muốn ông ta ngủ, bằng không ta ngủ không được. Hắn cười yếu ớt nói. Hai ngày trước thế nào không gặp ngươi như vậy nhiệt tình ta này không phải sợ ngươi ghét bỏ ta thôi. Biên đem áo khoác chân đi, Biên nói với nàng. Không cần loạn tưởng, không nên tưởng trong lời nói, đã nghĩ ta đi. Dây lát, Ninh Nhất Lan mang theo nàng tiến vào trong ổ chăn mặt, nhẹ nhẹ vỗ về thân thể của nàng, bổn ý là dùng làm an ủi, nhưng là hắn càng sờ, lại càng cảm giác được người nào đó thân thể khẽ run. Ninh Nhất Lan, đừng nửa sờ soạn. Cuối cùng nhịn không được, cố ý nói ra hắn nghiêng đi thân đến, trong phòng thực hắc, nhưng là cố ý vẫn là có thể rành mạch nhìn đến ánh mắt hắn, nàng không tốt lắm ý tứ nói. Ngươi sờ là cơ thể của ta, cái kia, ta là có cảm giác, ngươi đã hiểu đi. Dừng một chút sau, hắn lập tức đưa tay thu hồi, nếu không phải nơi này ngọn đèn không đủ, phỏng chừng có thể nhìn đến hắn phím hồng gò má. Biết Ninh Nhất Lan kỳ thật chính là mặt ngoài giả bộ một bộ biết rất nhiều rất nhiều bộ dáng, nội bộ vẫn là cái ngây thơ tiểu nam hài, nàng sinh điểm đậu đậu hắn tâm. Xoay người ghé vào hắn trên người, nàng biên cọ hắn, biên nói. Tiểu ca ca, ngươi hảo ấm a. Nàng thật sự thực thích quanh thân mang theo ấm áp ninh nhất lan, ông khi, quả thực yêu thích không buông tay. Bản ứng đặt ở hắn bên cạnh người hai cái thủ nhịn không được hạnh kiểm xấu lên, hai cái thủ ở hắn lòng ngực tiền chạy, đột nhiên nàng nhận thấy được một sự kiện, nàng nói. Binh nhất Lan, ngươi vì sao đến bây giờ còn là không mặc áo lót? Còn không đợi hắn nói tiếp, nàng lại hãy còn nói. Nha, ta đã hiểu, là phương tiện ta đúng không? Giọng nói vừa, tay nàng đẩy ra hắn trước ngực áo khoác, cuối cùng một tầng che đậy vật bị đẩy ra, cố ý thủ không hề ý nghĩa thân cận nhất cảm thụ hắn lòng ngực tiền lửa nóng. vuốt kia nhiệt liệt nhảy lên tim đập, cố ý làm bộ như kinh ngạc nói. Ngươi tâm, lại kêu thật nhanh a. À đột nhiên cố ý nhận thấy được chính mình dưới thân hơn điểm này nọ cách một tầng vải dệt đụng tới nàng thân mông đồng thời ninh nhất lan hô hấp rõ ràng trở nên không bình thường đứng lên nàng trong đầu đột nhiên mộng một lát đãi nàng phản ứng đi lại khi nàng vội vã xoay người lăn đến bên giường hỏi ninh nhất lan ngươi sẽ không là còn lại trong lời nói nàng không có lại nói nhưng là thường nhân đều biết đến nàng ý tứ Luôn luôn thiện lời nói, hắn đột nhiên trở nên lắp bắp đứng lên, hắn nói: "Ta, ta, ngươi làm sao vậy?" Ninh Nhất Lang bay qua qua lại, lưu lại một cái đẹp mắt bóng lưng, trong thanh âm rõ ràng mang điểm mơ hồ nói: "Cố ý, đừng. Đừng nữa nói với ta." Cố ý nghĩ người này sẽ không thật sự bởi vì nàng làm như vậy động tác liền kia gì thôi. Cũng quá dễ dàng. Nhưng là chiếu trước mắt tình huống mà nói, hình như là như vậy không sai. Dù sao cũng là chính mình loại hạ nhân, cố ý cân nhắc luôn mãi, nhìn hắn khẽ rung thân thể, rõ ràng ở nhẫn nại chút cái gì. Nàng đề nghị nói, nếu không, ta giúp ngươi đi. Không cần, ngủ ngươi thấy. Hắn ngữ tốc cực nhanh hồi. Giọng nói vừa, thân mình liền bị một tầng chăn phủ trên. Cố ý bắt nó kéo xuống dưới, nhìn ninh nhất lan phía sau lưng, Thiểu mị mị hướng hắn nơi đó chuyển một điểm, hỏi. Vẫn là đến đây đi, không cần chết nghẹn, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao này cũng không phải lần đầu tiên. Lời này ở Ninh Nhất Lan trong ốc tạc ra một đạo ánh lửa, hắn truy vấn nói. Cái gì không phải lần đầu tiên? Cố ý không tốt lắm ý tứ nói. Phía trước, tại kia cái ảo cảnh bên trong, kia hai nữ nhân cho ngươi hạ điểm cái kia, khi đó ngươi sắp nghẹn chết dường như, ta sợ ngươi trở thành sử thượng cái thứ nhất nhân như vậy mà chết đi nhân, ta hay dùng thủ giúp ngươi. Đợi một lát, cũng không có nghe đến đối diện người kia có phản ứng gì, cố ý tưởng. Hắn hẳn là bị khiếp sợ đến. Một lát, giường đột nhiên nhất kinh, bên tai truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cố ý hướng bên giường nhìn lại, phát hiện Ninh Nhất Lan chật vật điệu đến dưới giường, hắn lắp bắp nói. Ngươi, ngươi, ta, ta, đừng ngươi ngươi ta ta, ta nói thật, thật sự không quan trọng, ánh mắt quét một chút chút phương, nàng nói. Nhìn hắn vẫn là yên tĩnh như gà, cố ý tiếp tục hướng bên ngoài chuyển đi, nói. Đến, ta đến. Đáp lại nàng là, Ninh Nhất Lan té ra bên ngoài thối lui, này tốc độ so với hắn bình thường sử khinh công khi còn muốn khoái thượng sổ phân, dây lát, trong phòng chỉ để lại nhất mặt mờ mịt nàng. Ý thức được người nọ cư nhiên thật sự thẹn thùng chạy trốn cái sự thật này, cố ý trong lòng có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa còn giống như chạy đến đỉnh xa, ít nhất nàng không có nhận thấy được hắn hơi thở. Nằm về trên giường, vuốt bên người còn có điểm dư ôm giường, nghĩ. Một mình trong phòng A. Nhìn giường mạng thượng dây kết, dài thở dài một hơi. Cho hắn một điểm thời gian nhận một chút đi, dù sao một cái thường xuyên lấy điều y diễn nàng làm vui nhân, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên lai sớm bị điều y diễn cái thấu triệt, hơn nữa cùng mồm mép công phu hoàn toàn bất đồng, nàng kia khả là chân thật, nàng tỏ vẻ lý giải, là hội khó tiếp thụ. Thoáng sống giật mình tay nàng, nhìn cái kia trống trơn tay áo ở nàng trước mặt hoảng. Hy vọng có thể nhanh chút tìm được phương pháp biến trở về đến đây đi. Đối lập như bây giờ trạng thái, nàng vẫn là thích chính mình trắng trắng non mềm tay nhỏ bé đâu. Tác giả có chuyện muốn nói tiểu đáng yêu nhóm loát còn dư ở cảm được không? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Sờ sờ đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 65 Sờ sờ đầu 65 đến sau nửa đêm, bán lâm vào buồn ngủ bên trong cố ý đột nhiên cảm giác được một người chính phóng kinh cước bộ hướng chính mình tới gần, chẳng qua, rất nhanh nàng kia khỏa cảnh tích tâm vừa nhắc tới một nửa, lại buông đến. Bởi vì người nọ là Ninh Nhất Lan. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn vừa mới cái kia chạy trối chết bộ dáng, nói như vậy, cố ý vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất nhân nàng cố ý châm ngòi nhường Ninh Nhất Lan hạ xuống cái gì, kia nhưng là cả đời. Hắn còn trẻ a à. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Ninh Nhất Lan chạy tới bên giường. Phục hồi tinh thần lại, cố ý nhận thấy được hắn kinh thủ kinh cước nằm ở trên giường, nhưng là vẫn là lưng hướng nàng ngủ. Xem cái kia bóng lưng, cố ý cảm thấy thập phần chướng mắt, nàng thiểu mị mị hướng hắn nơi đó chuyển đi qua, vươn tay đến nhẹ nhàng sau lưng hắn tiểu lực nhất trạc. Rõ ràng nhìn đến người nọ thân thể chiến giật mình. Hắn chậm rãi trở mình đến, nhìn cố ý tác loạn thủ, hỏi. Cố ý, ngươi thế nào còn không ngủ? Giây lát, hắn lại bổ sung thêm thật có lỗi là ta động tác quá lớn đem ngươi đánh thức thôi không có hay không ngươi không ở ta ngủ không nở cố ý chi tiết hồi ninh nhất lan ở nàng trên người vỗ nhẹ nói ta đây cùng ngươi xin lỗi ngoan rất trễ nhanh chút ngủ đi nắm giữ hắn đặt ở trên người bản thân thủ cố ý thân thiết hỏi ngươi vừa mới chạy tới thế nào trong tay nắm thủ đột nhiên rút về nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, giống như là muốn che giấu chút chút gì. Cố ý, ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn nhỏ giọng nói. Xem ra nàng không nghĩ sai, quả nhiên hắn đây là chính mình giải quyết đi. Hướng trong lòng hắn tới sát, cố ý nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận thôi. Dây lát, nàng đưa tay đến trên đầu hắn biên nhu biên nói. Sờ sờ đầu. Bất đắc dĩ đem nàng lâu nhập trong lòng. Ninh Nhất Lan thở dài nói: Ngươi nói vì sao muốn vừa khéo gặp phải hôm nay đâu? Hơn nữa ngươi này vật nhỏ cư nhiên còn dám, ai, cố ý, ta rất khổ sở a, à, khó chịu, về sau ngươi bổ trở về. Cố ý thuận miệng nói: bổ bổ bổ, bổ bao nhiêu lần đều được, ngươi muốn hoành bổ, dựng thẳng bổ, thế nào bổ đều có thể, ngươi tác chủ. Một lời đã định. Lúc này cố ý tưởng là muốn trước đem Ninh Nhất Lan dỗ hảo về phần hậu quả hội thế nào, nàng thật đúng không nghĩ qua, nàng như vậy thuận miệng nói nói, tương lai sẽ cho nàng như thế thảm thiết nhân sinh. Cho nên nói, hứa hẹn không thể tùy tiện cấp, đã cho trong lời nói, kia sanh tử cũng phải làm được. Sau nửa đêm, đã trải qua như vậy một hồi tiểu phong ba sau, bọn họ ôm nhau mà miên, một bức tốt đẹp hình ảnh. Chân trời dần dần nổi lên mặt trời, theo phương xa truyền đến tiếng chim hót kéo sáng sớm mở màng vài đạo nắng sớm bắn tới bọn họ thân ảnh mặt trên, nhưng là hai cái đang đứng ở ngủ say trung nhân cũng không có gì phát hiện. Một lát sau, ngàn vạn tiểu điểm sáng tự tứ phương mà đến, chậm rãi ở cố ý trên người tập, chúng nó phía sau tiếp trước nhập vào nàng trong cơ thể, bất quá một lát, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Giây lát, một trận đạm quan theo nàng trên người lộ ra. Một khối thuộc loại trưởng thành nữ tử thân thể ảo ảnh thay thế được áo lót, nháy mắt sau, nếu có chút nhân đứng lại phương xa, theo phương xa nhìn phía trên giường trong lời nói, là có thể nhìn đến một cái đủ để kinh điệu mọi người cầm hình ảnh. Ninh Nhất Lan chính ông lấy một cái lõa thể nữ tử. Mà cái kia nữ tử trừ bỏ cố ý ở ngoài, còn có thể có ai đâu. Đúng vậy, nàng lại biến trở về hình người. Đã trải qua như vậy kỳ dị biến ảo, cố ý cư nhiên không có nửa điểm tỉnh lại dấu vết, tối nhưng vẫn còn Ninh Nhất Lan phát hiện chính mình trong tay ôm gì đó xúc cảm có biến, tỉnh lại. Chậm rãi mở to mắt, một chút chói mắt bạch đánh sâu vào ánh mắt hắn, một đường đi xuống nhìn lại, hắn trong lòng bàn tay va chạm vào địa phương cho hắn truyền đến ấm áp phản phất vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, phản ứng đi lại sau, hắn làm như bị phỏng đến dường như, lập tức đem chính mình tay rút về, có thể là quá mức hoảng loạn, làm cho hắn thân mình nhất thời bất ổn, rơi xuống đi mông lại cùng cái kia cứng rắn mặt đất tiếp xúc. Xem nhẹ chính mình quẩn thái, Ninh Nhất Lan lượt thi pháp thuật, đem ở không biết khi nào bị đá đến giường để chăn phúc đến cố ý trên người. Hít sâu sổ khẩu, bình phục điên cuồng nhảy lên tim đập, hắn trong thanh âm hơn điểm bình thường sẽ không có được trung trung, hắn hô. Cố ý, ngươi nhanh cho ta đứng lên. Còn chìm đắm trong chính mình mộng đẹp lý cố ý, bị hắn như vậy nhất kêu, lập tức trở lại trong hiện thực. Mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cố ý vô thần đi phía trái hữu nhìn nhìn, phát hiện chính mình bên người lại không có nhân, trên giường lưu trữ tàn ôm, nàng còn chưa kịp hảo hảo suy xét, liền phát hiện Ninh Nhất Lan điệu ngồi xuống thượng. Nàng hướng bên giường đi đi, này động tác nhường phút ở trên người nàng chăn mỏng trượt, lộ ra một mảnh bạch tích da thịt. Cố ý! Ninh Nhất Lan vội vàng lại hô một tiếng. Hắn như vậy nhất kêu, cố ý giống như thanh tỉnh điểm khóe mắt phiêu đến kia chỉ quen thuộc thủ một chút đuổi xa sở hữu buồn ngủ nàng xoay người ngồi dậy nhìn chính mình tay nói ninh nhất lan ngươi xem ta lại biến đã trở lại đợi một lát cũng không có nghe đến ninh nhất lan trả lời cố ý nghi hoặc ngẩng đầu lên phát hiện người nọ chính lưng hướng chính mình ngồi vốn trong lòng đến còn có điểm nghi hoặc nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện không thấy sợ nhỏ chính mình vội vàng xả qua một bên chăn đem chính mình bao nghiêm nghiêm thực thực. Một lát, nàng nói. Ta tốt lắm, ngươi có thể không cần lưng ta. Nghe vậy, Ninh Nhất Lan chậm rãi xoay người lại, phát hiện nàng chỉ lộ ra một cái đầu đến, thân mình đều giấu ở trong chăn đầu, trong lòng kia khỏa huyền hòn đá rốt cục buông. Cố ý, ngươi này một đêm thật sự là đem ta cấp hù chết. Nhất lãng tiếp nhất lãng, không mang theo ngừng cố ý không tốt lắm ý tứ nói. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ninh Nhất Lan đứng dậy, quét nàng liếc mắt một cái sau, hắn nói. May mắn là chỉ có ta ở đây nơi này, đổi thành người khác, ta tưởng ta không có khả năng giống nhau lần đầu tiên dễ dàng buông tha tiêu tịch như vậy. Tiếp, hắn làm như nghĩ đến chút cái gì dường như, hắn đi nhanh đi ra ngoài. Nhìn đến hắn rời đi thân ảnh, cố ý khoát chăn đi chân trần chạy xuống giường, đến hắn một bước chi cự ngoại đứng định, hỏi. Ngươi đi nơi nào? Ninh Nhất Lan xem nàng, bất đắc dĩ nói. Đi nhường đồng ý cho ngươi lấy nhất bộ quần áo, bằng không ngươi tính toán liền khoát này chăng làm quần áo sao? Cúi đầu, đầu ngón chân xấu hổ cọ sát, nàng nói. Được rồi. Chủ tử tìm ta sao? Rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, lộ ra một cái quen thuộc mặt đến. Tất cả mọi người trầm mặt. Mỗi một tấc không khí đều tràn ngập xấu hổ. Nhấc lên rèm cửa thủ cứng đờ, đồng ý nhìn phòng trong tình huống cảm thấy thập phần mờ mịt, tiếp theo thuấn, chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, toàn bộ thân mình giống các đứt quan hệ dịu bình thường ra bên ngoài bay đi. Phanh một tiếng điệu đến thượng, ánh mắt chỗ truyền đến nóng bừng đau đớn, đồng ý cảm thấy chính mình có chút ủy khuất, không phải là nghe được Ninh Nhất Lang nói nhường hắn lấy này nọ, hắn tài chính mình lộ mặt ai biết bọn họ ở bên trong cư nhiên là như thế này một cái trạng thái. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Khởi động thân đến, nhìn bên người tiến lên quan tâm hắn binh lính, hắn vội vã khoát tay, đầu nhìn trời nói. Nay thiên dương quan thật tốt, các ngươi phải học ta hảo hảo hoạt động, bằng không thân thể hội biến kém, biết không? Bọn họ lăng lăng nói. Biết. Đồng ý giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói. Còn đứng ở chỗ này làm chi, các bận các đi thôi. Đồng ý. Phương xa lại truyền đến Ninh Nhất Lang thanh âm. Chần chờ một cái chớp mắt sau, hắn vội vã vọt tới cạnh cửa, lần này không dám tái tạo lần, chỉ dám lặng lặng đứng ở cạnh cửa chờ. Đi lấy bộ nữ tử quần áo đến. A, à, liền đơn giản như vậy, còn tưởng rằng là còn muốn mắng hắn đánh hắn đâu. Tự nhiên cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Cảm thấy buông lỏng hắn vội vã lên tiếng trả lời sau đó bước nhanh lấy quần áo đi trở lại phòng trong bên kia cố ý oán trách nhìn chằm chằm ninh nhất lan nói ngươi thế nào đem hắn đánh đi rồi ninh nhất lan thản nhiên hồi không có biện pháp ai nhường hắn tổng ở không thích đáng trong thời gian xuất hiện không cho hắn điểm giáo huấn không lâu giáo huấn nhớ tới chính mình bị đánh đòn trải qua cố ý đối ứng nặc thâm biểu đồng tình đích xác hắn vẫn là thật sự thường xuyên lỗi thời xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, một bộ quần áo theo trong khe cửa để tiến vào, về phần đồng ý bản nhân, tắc liên lông hút đều không phát hiện. Tiếp nhận kia bộ quần áo, cố ý đi đến bình phong mặt sau thay, đãi nàng đổi hảo lại đi ra khi, phát hiện Ninh Nhất Lan đã không ở trong này. Trên bàn một trương bị mặt nghiễn đè nặng tờ giấy hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng đi qua nhặt lên vừa thấy. Cố ý, ta trước đi xử lý điểm sự tình, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, cũng có thể tại đây phụ cận đi dạo, tóm lại không thể rời đi quân doanh là có thể. Khóe miệng lộ ra một chút đẹp mắt ý cười, nhìn chính mình một thân màu thủy lam quần áo, tùy ý vòng vo cái vòng, trạm lam sắc điên váy bích ba dập dần dường như, thập phần đẹp mắt, sấn nàng cả người thủy linh thủy linh. Cố ý nghĩ, khó được ninh nhất lan không ở, tự nhiên phải đi ra ngoài trượt đi. Đi nhanh đi ra ngoài, dọc theo đường đi tự nhiên trở thành mọi người tiêu điểm có chút lớn mật hướng nàng xem ra lập tức sẽ gặp bị khác binh lính nhắc nhở hắn thân phận của cố ý nghe xong bọn họ sẽ ào ào cúi đầu bước nhanh đi qua người khác ánh mắt cố ý tất nhiên là nhận thấy được một chút chẳng qua nàng không có gì hứng thú để ý tới cố ý lãng đảng ở trong này chung quanh du đảng đột nhiên nàng nhận thấy được một người như có như không đi theo chính mình phía sau nàng bước nhanh khi người nọ cũng bước nhanh đi tới nàng thả chậm cước bộ khi người nọ cũng thế. Nàng đây là gặp phải theo dõi cùng ma sao. Khóe mắt liếc đến một cái doanh trướng, cố ý vi nghiêng đầu, tiện đà cổ chân phương hướng vừa chuyển, lắc mình hướng nó quải đi. Nhưng ta sẽ một hồi hắn. Phía sau lưng tựa vào trướng thượng, bất động thanh sắc quan sát đến bên kia tình huống, không ngoài sở liệu, nàng tầm mắt phạm vi lý đột nhiên nhiều ra một đôi chân, cố ý lớn tiếng dọa người, một cái bước xa xông lên trước đến, động tác nhanh nhẹn kháp hắn cổ, vĩ chỉ dùng sức kìm, một người nọ chính diện triều nàng xem ra. Nhìn này khuôn mặt, nhíu mày, này không phải là ninh nhất lan cái kia đại ca ninh thâm sao. Gặp cố ý biểu cảm, ninh thâm cũng đoán ra nàng đây là nhận ra thân phận của tự mình, hắn cũng không làm che giấu, theo cố ý thủ tránh xuất ra sau, sờ sờ cổ, tiện đà ôm nhuận cười, nói. Cô nương hảo, ninh thâm gặp qua cô nương. Tác giả có chuyện muốn nói. 233 mua một nguồn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Đừng nghĩ cự tuyệt ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66 Đừng nghĩ cự tuyệt ta 66 ghét bỏ xoa xoa chính mình tay, cố ý xem hắn, ngữ mang châm chọc nói. Không nghĩ tới đại điện hạ cư nhiên có theo dõi nhân mê, May mắn hôm nay gặp phải là ta loại này hữu lực tự bảo vệ mình nữ tử, bằng không nếu là khác thiếu nữ tử, sợ là không biết có gì kết cục. Nàng trong lời nói trào phúng, Ninh Thâm giống như nửa điểm đều không nghe được dường như, hắn nói. Xem ra cô nương hiểu lầm. Cố ý làm như bị khơi màu hưng trí, nàng hỏi. Nha! Ta hiểu lầm cái gì? Ninh Thâm trả lời. Vừa rồi bên kia nhân nhiều, ninh mổ sợ bỗng nhiên đi lên phía trước đến sẽ bị dọa đến cô nương bởi vậy đến ít người thời điểm ninh mổ mới dám đi về phía trước đến không nghĩ lại cùng hắn nói cái gì đó cố ý nói không cần lại quanh co điện hạ có cái gì nói cũng sắp điểm nói đi cô nương thật sự hiểu lầm ta chính là muốn xem xem ta này vạn năm không gần nữ sắc đệ đệ coi trọng nhân mà thôi liếc mắt nhìn hắn nàng nói nhàm chán cố ý vòng qua hắn dục rời xa này phiền toái nhân, nhưng là tiếp theo thuấn thủ đoạn sẽ kéo lại. Dùng sức nhất tránh, tránh thoát tay hắn, cố ý trong mắt tất cả đều là hàng ý, nàng theo dõi hắn, hỏi. Ngươi muốn làm thôi. Đinh thâm như trước là hắn kia phó ý cười. Hắn nói. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi, hắn không phải một cái đơn giản nhân. Cố ý nói. Ân, cảm tạ, nếu là đơn giản trong lời nói, ta cũng sẽ không coi trọng đâu. Giọng nói vừa, nàng lạnh lùng trành hắn liếc mắt một cái, sau đó bản thân rời đi chỗ này. Lại là một cái châm ngòi ly gián chủ. Không đi thật xa, đi xem thượng cố ý đột nhiên nhìn đến một đôi quen thuộc chân, ngẩng đầu lên, không ra dự kiến chống lại ninh nhất lan ánh mắt. Thế nào chạy nơi này đến? Hắn ôm nhu hỏi. Cố ý nhức đầu nói. Ta cũng không biết, tùy ý đi. Đột nhiên, nhận thấy được ánh mắt của hắn dừng ở cổ tay của mình thường, cố ý hướng trong tay mình nhìn lại, phát hiện vừa mới bị ninh thâm nắm giữ khi, hắn khí lực có chút đại làm ra hồng ngấn đến. Ai làm? Cố ý cũng không có che chở ninh thâm tính toán, nàng chi tiết trả lời. Đại điện hạ. Thương tiếc đem tay nàng nắm, ninh nhất lan nhìn nhìn người phía sau, nói. Các ngươi các bận cắt đi, ta có việc đi trước hắn trong lời nói sự chỉ tự nhiên chính là cố ý đâu đem nàng kéo đến ít người địa phương ninh nhất lan trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng hỏi hắn đối với ngươi làm cái gì cố ý tự nhiên là sẽ không giấu giếm nàng đem vừa mới ninh thâm đối nàng làm hết thảy chi tiết nói cho ninh nhất lan ngữ bãi chỉ nghe hắn thở dài nói cho ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cố ý phản cái xem thường nói cho dù không có ngươi, ta như trước vẫn là. Ninh Nhất Lan thiển cười một tiếng, nói. Đích xác, dù sao ta cố ý tốt như vậy xem. Nhẹ nhàng đem nàng bên tai kia căng cúi lạc sợi tóc vãn khởi, hắn hỏi. Có cái gì muốn làm sao? Ta, dục mở miệng nói cái gì đó thời điểm, khóe mắt dư quan đột nhiên liếc đến nhận lời thân ảnh, nàng thu hồi miệng trong lời nói, nói. Chờ một chút, nhận lời ở ngươi mặt sau chờ ngươi đâu trấn an tính kinh nhu tóc nàng đỉnh, hắn ý bảo nhận lời đi lên phía trước đến, ứng hứa hướng cố ý mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp ngay trước mặt cố ý nói chuyện. Chủ tử, tư nhiễm đi trở về. Tư nhiễm. Nghe được tên này, chạm đến khởi cố ý trí nhớ, nay nghĩ đến, đều qua thượng thượng 10 ngày, hắn hẳn là khôi phục khởi trí nhớ, nhớ tới hắn thân kiếm thượng Kim Châu, cố ý liền cảm thấy đặc biệt khổ sở, rõ ràng liền kém một chút liền trộn được, không biết tiếp theo có cơ hội như vậy hội là khi nào thì. Cố ý trên mặt tiếc hận, tự nhiên thu vào Ninh Nhất Lan trong mắt, hắn nói. Đừng nghĩ, tổng có cơ hội, chúng ta không vội. Xem nhận lời còn đứng ở chỗ này, hai người không khỏi ào ào theo dõi hắn xem, làm như ở dùng ánh mắt hỏi hắn. Ngươi vì sao còn đứng ở chỗ này? Nhận lời ngượng ngùng buông xuống đầu, hắn nói. Tư nhiễm sau khi trở về, Tiên giới tướng quân cứng rắn nói chúng ta ma tộc thiết cục hãm hại tư nhiễm, mượn này kích lệ sĩ khí, theo nam diện công hướng ma thành binh lính một đường thế như trẻ tre dường như, cư nhiên đột phá thập nhị bọn họ mai phục, hiện tại đã vọt tới ma đô 300 lý ở ngoài, thập nhị bọn họ mang theo còn thừa 5.000 tinh binh ra sức thẳng truy, sao điều gần lộ, cuối cùng lại đưa hắn cấp ngăn cản, nhưng là dựa theo bọn họ truyền đến tin tức, bọn họ có thể chống đỡ thời. Giang hẳn là cũng không lâu. Thiểu mị mị hướng ninh nhất lan trên mặt nhìn lại, xem ra sắc mặt của hắn có chút không phải rất hảo. Tiên giới tướng quân thật đúng là cái lợi hại nhân vật, sớm biết rằng làm bị bắt lúc đi, sẽ không cần còn cấp tiên giới, đợi chút, đã lúc trước có thể dễ dàng bắt được hắn, như vậy hiện tại vì sao không thể? Đem ý nghĩ của chính mình nói với Ninh Nhất Lan sau, hắn nói. Lúc trước hoàng trả đi, không phải hoàn chỉnh hắn, khi đó là hắn mỗi cách 300 năm bế quan tu luyện ngày, sở hữu tiên giới nhân đều không biết người kia ở nơi nào nhưng là ta dùng song ma tộc một loại độc hữu thám linh thảo miễn cưỡng trộm một tia hắn linh khí viễn ra một cái chở hắn linh khí giả người đến bất quá đợi hắn xuất quan sau tiên giới nhân liền phát hiện bị ta đùa bỡn bọn họ cũng trái với hòa ước vẫn là xuất binh ngươi đùa dẫn ta ta đùa dẫn ngươi luôn luôn như thế chủ tử hiện tại nên làm cái gì bây giờ cố ý đoán rằng ninh nhất lan liệu định thập nhị bọn họ khẳng định có thể ngăn đón hắn cho nên hắn lựa chọn là ở lại bản doanh nơi này nhưng là nay tình thế có biến ma đô thực lực hắn tối rõ ràng lấy này sống an nhàn sung sướng người đến nói khẳng định là phòng không được nhưng là hắn lại không thể rời đi nơi này không nói từ nơi này đuổi đi qua nhu khi pha lâu nhưng lại khó bảo toàn có phải hay không tiên giới ở hắn rời đi thời điểm thì cơ đột kích hai mặt thụ địch thế khó xử trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Nhất Lan cũng làm như trảo bất định chủ ý dường như, nhìn hắn chậm chạp không nói chuyện, ở đây mặt khác hai người đều nhịn không được nắm một phen hãng. Dây lát, hắn nói. Bảy ngày, ta có bảy ngày thời gian. Cái gì bảy ngày? Ninh Nhất Lan nói. Ta cùng hắn đều bị rất nặng thương, nhưng là hắn không có người này có được phong phú thủy linh lực nhân thay hắn chữa thương, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, tiên giới tất nhiên sẽ không lại nhường hắn lên chiến trường, cho nên ta hiện tại chỉ có một lựa chọn. Nhận lời tiếp nhận hắn trong lời nói, nói. Bảy ngày trong vòng, qua lại hai bên chiến trường, nhất phải tiên giới tướng quân quân đội triệt để đánh lui, hơn nữa, còn muốn kịp thời gấp trở về hồi phòng, để ngừa tiên giới đánh lén. Không sai. Quân sự thượng gì đó, cố ý luôn luôn không hiểu lắm, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này, một ít đơn giản gì đó, nàng vẫn là có thể minh bạch nàng có thể nghe ra lần này định là mạo hiểm thập phần nàng đi về phía trước một bước xem ninh nhất lan nói ta mặc kệ lúc này đây ngươi nhất định phải mang theo ta nghe vậy ninh nhất lan nhất thời nhướng mày nhưng là dục cự tuyệt trong lời nói còn chưa kịp nói ra miệng miệng bị một bàn tay cấp bưng kín đừng nghĩ cự tuyệt ta bằng không ngươi về sau cũng đừng tưởng thượng ta giường nhận lời đầu thấp đủ cho càng thấp hắn ở nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm nhìn hắn còn muốn nói gì cố ý còn nói thêm ngươi tưởng a à, là ai cứu ngươi một mạng cho ngươi nhanh như vậy liền vui vẻ việc này cứ như vậy định rồi khi nào thì xuất phát muốn dẫn bao nhiêu binh lính ninh nhất lan đem tay nàng kéo xuống dưới hắn suy nghĩ một chút sau nói không thể nhiều lắm nhiều nhất năm trăm năm trăm nghiệm nói tướng quân bọn họ mang theo là ngũ vạn nhân đi. Cho dù hơn nửa thập nhị trong tay còn lại đích binh, mỗi người cũng phải lấy nhất. Cửu đâu? Âm thầm nuốt nhất ngụm nước miếng, nàng nói. Này cũng đáng sợ. Làm như nhìn ra nàng lo lắng, nhận lời nói. Không có biện pháp, chúng ta ma tộc nhân sổ vốn liền so với tiên tộc ít người, chỉ có thể ở vũ lực trị mặt trên tăng mạnh. Đã nhìn ra. Nàng thở dài nói chiến thuật biển người quả nhiên là thích hợp dân cư nhiều tộc đàn sử dụng. Ba người lâm vào hồi lâu trầm mặt, dây lát, Ninh Nhất Lan nói. Nhận lời, ngươi đi chuẩn bị một chút, đêm nay xuất phát, ngày đêm kim trình, yêu cầu ở một ngày bán trong vòng tiến đến. Ma tộc lộ quanh co khúc chiếc, hơn nửa địa thế vật phòng bất định, tiên giới nhân như muốn tránh thoát chúng ta mai phục, hành quân tốc độ tất nhiên chậm, nhưng là ma tộc nhân liền không nhất định, bọn họ trong lòng sớm đem toàn bộ ma tộc bản đồ khắc trong tâm khảm, hơn nữa bọn họ ít người, một đường khinh công tiến đến, một ngày nữa là cực hạn, cũng là tiêu chuẩn. Đúng vậy. Nhận lời đi rồi, nhìn Ninh Nhất Lan Hồ Nghi nhìn chầm chầm nàng xem, nàng vội vã tiến đến hắn bên người, thân thủ ôm tay hắn, nói. Đừng nghĩ đem ta cấp ném. Yên tâm, khẳng định mang theo ngươi. Ninh Nhất Lan không có xem nàng trả lời cố ý vẫn là có chút không yên lòng bởi vậy mãi cho đến buổi tối phía trước nàng đều là theo không ly khai ninh nhất lan ba bước khoảng cách trong vòng nhìn gắt gao ông chính mình tay nhân hắn đi một bước nhất định phải chạy chậm một bước còn kém bắt tại trên người hắn nhân ninh nhất lan nói cố ý ngươi này thật đúng là sợ ta chạy trốn a à? cố ý gật gật đầu trên tay động tác lại nửa phần cũng không nhường nàng nói đúng vậy thật đúng sợ ngươi chạy trốn dù sao ngươi cũng không phải là lần đầu tiên đem nàng lỗ mãn. Ở cố ý tử ma cứng rắn phao dưới, Ninh Nhất Lan thật đúng không có nhất đinh nửa điểm nhi cơ hội trốn. Sắc trời dần dần hôn ám, nhưng là Ninh Nhất Lan vẫn là cảm thấy không đủ. Hắn ở canh ba là lúc, mọi người ngủ tối thục, thiên tối hắc thời điểm bí mật tập hợp 500 tinh nhuệ binh lính. Tận lớn nhất cơ hội rơi chậm lại bị cơ hội phát hiện, trừ bỏ này 500 danh bị chọn lựa nhân ở ngoài, liền ngay cả cái khác binh lính cũng không biết đêm nay sẽ có này vừa ra sự phát sinh. Cố ý đi theo hắn bên người, nghe hắn ở những kia binh lính giảng chút cái gì chú ý hạng một công việc, bỗng nhiên, cái loại này quen thuộc choáng ván mắt hoa cảm lại truyền đến. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, hy vọng thích ứng đi qua, nhưng là rõ ràng không có gì hiệu quả, nàng lôi kéo ninh nhất lan tay áo, nhỏ giọng nói. Ta có chút choáng ván. Nghe vậy, Ninh Nhất Lan nhẹ nhàng ôm nàng thắt lưng, vội vàng kết thúc nói chuyện, làm hắn đem cuối cùng một chữ nói cho tới khi nào xong thôi, cảm giác trên tay xúc cảm biến đổi, quay đầu nhìn lại thời điểm, cầm trên tay là áo lót. Sở hữu ánh mắt tề loát loát hướng trên tay hắn nhìn lại, dấu không được khiếp sợ theo mọi người ánh mắt tràn ra. Tướng quân cầm trong tay là áo lót. Trời à, bọn họ không có nhìn lầm đi. Vừa mới không phải một cái cô nương đến sao. Tác giả có chuyện muốn nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Nghe ngươi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67 Nghe ngươi 67 lúc này cố ý thực sự loại khóc không ra nước mắt cảm giác, thế nào em đẹp lại biến đi trở về. Biến liền thay đổi, mấu chốt còn ở nhiều người như vậy trước mặt biến trở về đến nếu là ở trước mặt hắn trong lời nói, tưởng thế nào biến nàng đều sẽ không có ý kiến. Kế sách hiện giờ, nàng chỉ có thể giả chết, giả dạng làm là nhất kiện phổ thông đến không thể lại phổ thông áo lót thôi. Về phần xử lý như thế nào đến tiếp sau chuyện, sẽ để lại cho Ninh Nhất Lan hắn đến xử lý. Nàng thật đúng kéo không dưới này mặt. Trầm mặt không biết bao lâu, cố ý cảm thấy nơi này đều bị một loại tên là xấu hổ hơi thở gắt gao vây quanh, rốt cục, Ninh Nhất Lan nói nàng gần nhất kinh công đỉnh lợi hại đi, xem, đều chạy đến không ảnh. Tiếp, Ninh Nhất Lan ra vẻ trấn định đem nàng thu được chính mình trong tay áo, nhìn mọi người dừng ở chính mình trong tay áo ánh mắt, hắn lại bổ sung thêm. Ngươi xem nàng nhiều tri kỷ, lưu đi lên đều cho ta lưu lại thay bên người quần áo. Nhận lời đi lên phía trước đến, nói. Cô nương thật sự là tâm hệ điện hạ. Lui ở hắn trong tay áo cố ý, chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ thập phần đồng ý. Đúng vậy, nàng thật là thực tri kỹ đâu. Đã Ninh Nhất Lan cùng nhận lời đều nói như vậy, ở đây nhân cho dù nhiều không tin, cũng chỉ có trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, cái gì vậy bọn họ cũng không có nhìn thấy. Trong tay áo phóng gì đó, nhưng Ninh Nhất Lan nổi lòng bất định, hắn nói. Đại gia hơi làm chỉnh đốn, một khắc chung sau xuất phát. Tiếp, hắn liền dần dần rời đi mọi người tầm mắt, tùy ý tìm cái không có người doanh trướng vừa mới tiến trong doanh trướng mặt cố ý đã bị hắn linh xuất ra đáng thương hề hề xem hắn cố ý nói đừng hỏi ta ta cũng không biết sao lại thế này ninh nhất lan bất đắc dĩ nói đã nhìn ra nghĩ vừa rồi lời hắn nói cố ý không hiểu cảm thấy buồn cười nàng nói ngươi vừa nói trong lời nói thật đúng là một điểm thuyết phục lực đều không có ngươi nhìn đến bọn họ ánh mắt sao liền ngay cả ta đều cảm giác được này không đều là vì ngươi sao hắn bất đắc dĩ nói cố ý giảo hoạt cười nói vậy ngươi cũng không ngoan ngoãn nhận sau đó cho ta viên đứng lên bằng không ngươi muốn tạo phản a tạo khắc phản giám tạo ngươi cũng không dám ngươi rất hung nhưng lại là cái chuyên môn cho ta tìm xá chủ nghĩ một khắc chung thời gian cũng không có bao nhiêu cố ý vội vàng nói thời gian không nhiều lắm chạy nhanh đem ta mặc vào đi muốn xuất phát ninh nhất lan ninh mày hỏi ngươi đều như vậy còn tưởng theo ta đi cố ý nói thế nào lại không được ngươi không phát hiện hiện tại ta ngươi mang lên đến còn càng phương tiện hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ở cạnh ngươi vĩnh viễn đều sẽ ở ngươi tầm mắt trong phạm vi ngươi không cần lo lắng cho ta nơi nơi chạy loạn hơn nữa ngươi đã quên áo lóc trạng thái ta nhưng là hộ thể thần giáp còn có thể phòng ngừa ngươi bị thương đâu ta cùng ngươi nói ngươi mang theo ta quả thực trăm lợi mà không một hại không được hắn trảm đinh tiệt thiết nói đầy ngập nhiệt tình đổi lấy này hai chữ cố ý bẹt bẹt miệng buồn vừa nói ninh nhất lan ta mất hứng nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ninh nhất lan ngữ khí khó được nhu hòa hắn nói ngươi phải biết rằng ta nhưng là một cái thực sĩ diện nhân cho ngươi đi đến bảo hộ ta việc này ta là vạn vạn làm không được, cho dù ngươi rất cường đại lại như thế nào, chỉ cần ở ta bên người, ngươi sẽ theo ý làm chính ngươi. Thế nào làm nũng đùa dẫn hắc đùa dẫn tiểu tính tình đều có thể, hoặc là lui một bước mà nói, chỉ muốn hảo hảo còn sống đừng loại nhường ta quan tâm là có thể. cố ý trên tay động tác không ngừng, nàng ở hắn trong lòng cọ đến cọ đi, ngươi nói rất đúng, nhưng là ta còn là muốn cùng với ngươi, ta không thích cho ngươi một người đối mặt sở hữu, sau đó ta trốn sau lưng ngươi bởi vì ta cảm thấy nói như vậy ngươi cùng nhận thức ta phía trước là không có phân chia khả năng ngươi còn chưa có thói quen bên người hơn một người có người nguyện ý vô điều kiện đi theo cạnh ngươi mà không phải phía sau cho nên ninh nhất lan ngươi nên cởi áo còn chưa có phản ứng đến nàng cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì ninh nhất lan chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh cuối đầu vừa thấy phát hiện chính mình dây lưng ở không biết cái gì thời gian bị nhân kéo nay quần đã điệu đến lòng bàn chân chỗ. Cố ý, ta thật tình thực lòng nói với ngươi, ngươi cư nhiên tưởng là cởi quần của ta. Cố ý thừa dịp hắn kéo quần thời điểm, vội vàng đưa hắn áo ra bên ngoài thoát đi, ý đồ đưa hắn thoát cái trống trơn. Chỉ có nhường hắn ở được cái này mất cái khác thời điểm, nàng tài năng đoạt được một tia cơ hội. Nàng biên xã biên nói. Không có hay không? Nàng tưởng là không chỉ muốn bới ngươi quần, nhưng lại muốn thoát ngươi quần áo, bằng không ngươi thế nào đem nàng cấp mặt vào. Cố ý lần này là chết chắc rồi tâm muốn cùng hắn đấu tranh đến cùng, Ninh Nhất Lan vừa đem quần áo xả trở về không có mấy thuấn, nàng lại đem nó kéo mở, hơn nữa ẩn ẩn có trạng nó xả lạng xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Nhất Lan thật đúng chiếm tại hạ phong. Dù sao một cái là có điều cố kỵ, sợ làm thương nàng, mà một cái còn lại là dùng tới mệnh dường như ngươi nói ai có thể càng đấu qua nàng. Một lát sau, Ninh Nhất Lan chỉ cảm thấy lồng ngực tiền chợt lạnh, nhất kiện áo lót lưu loát đi đến hắn trên lưng vì hắn khu đi lương ý, đồng thì tay áo bộ thượng tay hắn, dáng dáng phục phục xuyên đến hắn trên người. Ninh Nhất Lan, đừng nữa làm này đó vô dụng chống cự, nhanh chút thúc thủ chịu trói, đi vào khuôn khổ là ngươi trước mắt tốt nhất lộ. Nàng khí thế bàn bạc nói. Sợ là cảm thấy chính mình đấu không lại nàng, hắn đã là buông tha cho một nửa chống cự hỏi cố ý ta liền hỏi ngươi một vấn đề ngươi nếu đột nhiên lại biến trở về hình người làm sao bây giờ cố ý suy nghĩ một chút sau nói ta cảm thấy ta có chút cảm giác ta làm áo lót thời điểm chân khí đều là lấy đan điền vì trung tâm sau đó lan tràn đến toàn thân nhưng là làm ta là hình người thời điểm ta chân khí phần lớn đều là tập trung ở đan điền ta tưởng chỉ muốn lại đến một hai lần ta tưởng ta có thể chính mình khống chế, về sau tưởng thế nào biến liền thế nào biến, ngươi không cần lo lắng. Nàng như vậy nói không phải vì lừa ninh nhất lan, mà là nàng thực sự hay biết, chẳng qua nàng còn không có xác nhận. Ninh nhất lan cảm thụ được cái kia gắt gao ôm hắn người, biết đem nàng ném này khả năng đã là không quá đại, hắn vẫn là có chút lo lắng hỏi. Ngươi xác định. Người sau gật gật đầu, nói. Ta xác định vậy ngươi biến một lần hình người cho ta xem. Cố ý vừa định thi pháp khi, trong đầu nghĩ đến cái gì dường như, nàng đột nhiên ngừng tay đến, nói. Ta mới không cần đâu, ta hiện tại đổi hồi hình người trong lời nói, thì phải là không có mặc quần áo bộ dáng, như vậy, ngươi khẳng định hội thừa dịp ta tìm quần áo thời kỳ chạy trốn, ta tài không có như vậy xuẩn đâu. Bị nhân trạc phá chính mình nội tâm ý tưởng, Ninh Nhất Lan có chút xấu hổ, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là cố ý cư nhiên có thể đoán được hắn ý tưởng, quả nhiên là gần chu giả xích, đi theo hắn bên người, cố ý đều trở nên thông minh đi lên. Hắn đây là nên vui vẻ vẫn là thương tâm đâu. Ninh Nhất Lan, một khắc chung đã qua, ngươi còn không ra trong lời nói, hành trình cũng bị ngươi chậm trễ. Cố ý hảo tâm nhắc nhở nói. Cố ý. Đừng nói nữa, mau một chút mau một chút. Nàng thúc giục nói xem hắn bất đắc dĩ đem bị nàng kéo xuống quần áo mặc vào, cố ý tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Nói thật, biến trở về áo lót sau có một ưu việt, thì phải là không cần chính mình đi, có thể thư thư phục phục bắt tại hắn trên người, thích ý thực. Bất quá sổ câu thời gian, Ninh Nhất Lan liền đã mặc chỉnh tề, liên một căn tóc ti cũng không mang loạn cái loại này. Bước nhanh đi đến đội ngũ nơi đó, xem mỗi người đều nhịn không được kiển chân nhìn quanh bộ dáng. Ninh Nhất Lan biết chính mình cảm thấy là chậm, đối mặt bọn họ đoán rằng, hắn lựa chọn toàn bộ không nhìn, hắn nói. Xuất phát. Trên đường. Cố ý rất bội phục Ninh Nhất Lan bọn họ đem đi năng lực, nói thật, giống hiện tại thân thủ không thấy năm ngón tay trạng thái, nàng cảm thấy chính mình có thể làm đến không ngã sấp xuống cũng đã rất lợi hại, ở nàng nhận thức bên trong mặt, đêm đen ý nghĩa tính nguy hiểm, hẳn là tìm cái địa phương an toàn nghỉ tạm giống bọn họ như dẫm trên đất bằng ở trong đêm tối nhanh chóng đi tới, quả thực là không có khả năng. Nàng có chút lý giải Ninh Nhất Lan lo lắng. Như nàng là hình người trong lời nói, thật đúng đuổi không kịp bọn họ, nếu nhân nàng mà chậm trễ đại quân hành trình, vậy không tốt. Ninh Nhất Lan, vốn ta cho rằng chính mình kinh công chỉ so với ngươi kém hơn một điểm mà thôi, nay xem ra, hẳn là ngươi so với quân lý kém cỏi nhất nhân còn muốn kém hơn một điểm tiếng gió vù vù ở bên tai thổi qua ở trong bóng tối cố ý chỉ biết là thân thể của chính mình khi thì hạ trụy khi thì hướng lên trên nhảy tới về phần bọn họ nay thân ở nơi đó tắt liên nửa phần rõ ràng đều không có bất quá không quan hệ chỉ cần ninh nhất lan ở liền không thành vấn đề ninh nhất lan trên chân công phu không ngừng hắn nói đó là ta bình thường nhường ngươi đến hiện tại ta muốn cho cũng không có thể cho nên vất vả ngươi một chút thiên nhanh sáng không thừa dịp ban đêm nhiều cố theo kịp lộ, mất đi rồi đêm đen bảo hộ, khó khăn liền đại đại gia tăng rồi, ngươi phải dựa vào ở trên người ta nghĩ một chút đi. Không có việc gì, ta có thể chống đỡ. Ninh Nhất Lan trầm mặt một cái chớp mắt sau, nói. Kỳ thật như vậy cũng tốt, có đôi khi ngươi không nỗ lực một chút, không sẽ phát hiện chính mình cực hạn, như vậy đối với ngươi cũng là tốt. Nàng chịu đựng trong cơ thể hơi hơi không khỏe, Nhu Thuận nói. Ân, ừ, nghe ngươi. Phía sau là theo sát sau bọn họ binh lính nhóm, Ninh Nhất Lan cùng nhận lời hai người ở trước nhất liệt mở đường, cố ý thật sự rất bội phục bọn họ đối địa hình hiểu biết, cái loại này thuần thuộc trình độ, mỗi một cái đường mòn, nàng không biết hắn trải qua cái gì tài có thể nhớ được như thế rõ ràng. Đột nhiên, Ninh Nhất Lan thân ảnh cấp đốn, hắn vươn tay đến vội vàng đem nhận lời kéo ngừng, cùng lúc đó, thông qua ý thức nói cho phía sau bọn họ dừng lại, không cần lại đi phía trước chạy đi. Tiền một khắc còn tại chạy vội bọn họ, này một cái chớp mắt lại không nhúc nhích, phản phất trở thành trong bóng tối nhất viên, cùng hắc ám tướng dung hợp. Người phía sau biết Ninh Nhất Lan đột nhiên kêu dừng lại là có nguyên nhân, bởi vậy bọn họ không có nửa điểm lo lắng, ào ào chờ Ninh Nhất Lan chỉ lệnh, ở trước đây, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Mà Ninh Nhất Lan thì tại cẩn thận quan sát đến. Nhận lời cũng đi theo hắn bên người, thật cẩn thận đánh giá bốn phía hay không có khả nghi chỗ xem này không khí ngưng trọng cố ý cũng đoán ra chút cái gì tới nàng nhỏ giọng hỏi ninh nhất bế đây là như thế nào lúc này hắn cùng bình thường cùng nàng đùa khi đích một điểm đều không giống với hắn nghiêm túc xem phía trước nói tiền phương ba dặm có người tác giả có chuyện muốn nói a à, gần nhất các ngươi cũng không mạo phao bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Rớt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 Rớt 68 nhân rất nhiều sao Cố ý hỏi Ninh Nhất Lan trầm tư một chút, trả lời Chúng ta nhân sổ gấp 3 tả hữu Cố ý nghi hoặc hỏi Bọn họ không phải đã đi sao? vì sao nơi này còn sẽ có người là tiên giới người sao là tiên giới nhân tiếp hắn lại bổ sung thêm xem ra là để lại một tay ở chúng ta cứu binh đến khi có thể lại kéo dài chúng ta một lát tranh thủ càng nhiều thời giờ khi hiện tại làm sao bây giờ chỉ có thể một cái biện pháp giải quyết bọn họ giọng nói vừa cố ý chỉ cảm thấy phía sau nhân tượng là tiếp thu đến cái gì mệnh lệnh dường như bọn họ lập tức phân tán khai đi thành một hàng thẳng tắp dường như giống như tên bàn đi phía trước chạy đi đây là muốn vây quanh bọn họ sao nhưng là của chúng ta nhân sổ so với bọn hắn giảm rất nhiều a à? không sợ một điểm đều không cần thiết lo lắng ninh nhất bế trong giọng nói mang theo chí ở nhất định phải quyết tâm ngay từ đầu cố ý còn lo sợ ninh nhất lan là sợ nàng lo lắng tài sẽ như vậy nói rất nhanh nàng chỉ biết hắn này nói là thật chỉ thấy sợ có người nương bóng đêm che giấu, nhất nhất biến thân trong bóng tối quỷ mị. Ninh Nhất Lan ý tưởng nếu đưa bọn họ vây đổ, cho nên có một số người phải vòng qua địch quân, bởi vậy bọn họ cần thời gian hội tương đối lâu, mà những người này tự nhiên là từ Ninh Nhất Lan dẫn theo. Mà nhận lời còn lại là phụ trách bên kia hành động. Cố ý thấy không rõ hắn động tác, nàng chỉ biết là rất nhanh, nhanh hết thảy đều không kịp cảm thụ, không kịp suy xét, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nghe được Ninh Nhất Lan ngừng lại, nhỏ giọng nói. Đến, bọn họ liền ở phía trước. Cố ý theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy ở rậm rạp cây cối lý mơ hồ có thể thấy được kiến trúc cùng cây cối nhan sắc gần doanh trướng. Mỗi người trên người sở mặc quần áo đều là cỏ cây sắc, nếu không phải giống Ninh Nhất Lan như vậy cẩn thận nhân, chỉ sợ thật đúng là không sẽ phát hiện. Bất quá hiển nhiên bọn họ làm sai rồi một sự kiện, đã lựa chọn cùng cỏ cây hòa hợp nhất thể như vậy sẽ không nên ở trong đêm tối nơi nơi đi tới, ai xem qua hội động cây cối, này không phải tấp địch nhân cơ hội sao. Khi vài cái đi tới đi lui nhân, thật sự là hảo hảo tỉnh lại một chút. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Cố ý nâng lên đôi mắt, theo nàng góc độ vừa khéo nhìn đến Ninh Nhất Lan đẹp mắt cầm, còn có kia mạc mang theo sát ý ý cười. Chỉ thấy hắn môi làm vi khai, lộ ra một ngụm bạch nha, chậm rãi phun ra một chữ, sát giọng nói vừa, cố ý cảm nhận được bốn phía không khí dòng khí biến đổi, khóe mắt dư quan liếc đến rất nhiều bọn họ nhân thành một cái vĩ đại vòng tròn dường như đột nhiên hướng trung gian công tới, cước bộ bay nhanh luân phiên, khác nhau vũ khí ở bọn họ trong tay thoáng hiện, thiên kỳ bách quái, cố ý biết này là vì dựa theo bọn họ bản nhân am hiểu đến vì bọn họ chọn binh khí. Thật đúng là mất không ít khổ tâm. Này đó binh khí phím quỷ dị ngân quang, hưng trí bừng bừng cùng đợi mở ra sở trường bốn phía đột nhiên tới biến hóa tiên giới nhân tự nhiên là đã nhận ra đại gia chú ý quân địch đánh lén tiên giới một gã tướng lãnh cao giọng hô người này tướng lãnh ninh nhất lan nhận được là tư nhiễm bên người một gã trợ thủ đắc lực xem ra đại tướng quân là mượn cơ hội này thuận tay diệt trừ một chút đối thủ dù sao ở tại chỗ này trừ bỏ tử không có một con đường khác tiên giới mọi người bị bất thình lình nhất kêu kêu trở về tâm thần nhìn ra được đến này phê lưu thủ con tin lượng lệch lạc không đều, có một số người lập tức chú ý tới dị thường, hai mắt hữu thần chuẩn bị nghênh địch, có chút thị xử cho bán trong giấc ngủ nhân, cũng không lại đánh buồn ngủ, vội vàng cầm lấy chính mình binh khí chuẩn bị nghênh địch, nhưng có chút còn ngủ hôn đầu, cho dù người khác ở dùng sức phe phẩy hắn thân mình, hắn vẫn là một bộ không muốn lên bộ dáng. Liền ngay cả là cố ý cũng nhìn ra, này nhóm người chính là nhất định là muốn hy sinh bọn họ tác dụng chẳng qua là muốn kéo Ninh Nhất Lan cướp bộ, nhiều tranh thủ một điểm thời gian. Dù sao có thể xử thập nhị bọn họ lâm vào nguy quân đội, định sẽ không là này chờ dung bối. Cứ việc tiên giới nhân sổ so với bọn hắn muốn nhiều, còn có chút nhân có thể lập tức phản ứng đi lại, lập tức chuẩn bị phòng thủ, nhưng là ở trên chiến trường này một cái chớp mắt quyết định sinh tử địa phương, chậm chính là chậm. Huống chi hắn địch nhân là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ninh nhất lan. Ninh Nhất Lan thân ảnh trước hết vọt tới trước nhất, chỉ thấy hắn tay trái năm ngón tay thành câu trạng, một cổ thuần túy chân khí tự trong đó mà đến, bất quá một cái chớp mắt, một cái cùng nắm tay không sai biệt lắm ngân cầu lặng yên xuất hiện tại hắn trưởng lý. Một trăng có thể tùy ý co rút lại dây xích, liên này điêu mãn hoa văn địa cầu thể, theo hắn cổ tay giang vừa chuyển, cái kia hình cầu đột nhiên ra bên ngoài bay đi, luyện thân cùng với hình cầu sở kinh chỗ, này tiên giới nhân lập tức hóa thành một trận khói trắng, liên huyết cũng không mang, trực tiếp hồn phi phách tán. Trước mắt là một cái lại nhất hồi nhân thống khổ giữ tận biểu cảm, bên tai là bọn hắn gần chết tiền rống giận. Đây là cố ý lần đầu tiên tận mắt đến chiến tranh đáng sợ, nàng cả người thực vô thố, không biết nên thế nào phản ứng, nàng chính là bị động trơ mắt xem một cái lại một cái sinh mệnh ở trước mắt mình trôi đi. Nhắm mắt, đừng nhìn. Giọng nói vừa, cố ý chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một cổ ấm áp, cả người ý thức dần dần trở nên mơ hồ, bốn phía gì biến hóa rốt cuộc cảm giác không đến, trước mặt bỗng tối sầm, dần dần mê mang đi qua. Mở hai mắt là một mảnh hắc, vĩnh vô chừng mực hắc, nơi này cái gì đều không có, tiền phương đột nhiên xuất hiện một người. Cố ý ngước mắt nhìn lại, hắn cả người đều thực đạm, đạm trong suốt dường như, cố ý thấy không rõ mặt hắn. Chính là mơ hồ hắn khóe môi gợi lên một chút ý cười, đãi nàng tưởng lại đi truy tầm, người nọ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ninh Nhất Lan. Nàng nhịn không được hô. Ta ở. Một đạo tự đứng ngoài mà vào thanh âm truyền đến. Khi đạo thanh âm đem cố ý theo này hư ảo địa phương lấy ra, sở hữu ý thức trở lại bản thể, cố ý chậm rãi lại mở to mắt. Bốn phía hoàn cảnh không lại tất cả đều là tối đen một mảnh, thản nhiên thần hy dừng ở bọn họ bên cạnh người, một cổ chuyên chút sáng sớm đám sương ở trong không khí lan tràn, đêm qua giết hại đã qua đi. Làm như cảm giác được nàng vẫn là một cái mê mang bộ dáng, Ninh Nhất Lan trêu ghẹo nói. Ngươi sẽ không là bị ta cấp làm choáng váng. Xác thực nhớ chính mình đã về tới nguyên lai địa phương, vừa rồi hình ảnh chính là một cái tiểu nhạc đệm. Cố ý phản ứng đi lại hắn kia nói, giận dữ nói. Ngươi mới là ngốc tử. Nàng lại giống như nhớ tới cái gì dường như, nàng hỏi. Ninh Nhất Lan, ngươi làm chi, ta thế nào êm đẹp ngất đi thôi. Nàng rõ ràng nhớ được tiền một cái chớp mắt còn tại nhìn hắn giết địch, tiếp theo thuấn thế nào liền mất đi ý thức. Ngươi dọa ngất. Hắn thản nhiên nói. Ngươi ngậm máu phun người. Nàng sinh khí hồi. Nàng cố ý tuy rằng cuộc đời có chút nhát gan, nhưng là không đến mức dọa ngất đi, cho dù nàng thật sự sợ, cũng phải chống đỡ đi qua, bằng không bị dọa hôn mê, nói ra đi nhiều không có mặt mũi. Nàng này nấm nấm nhóm khẳng định hội cười tử nàng. Hắn khẳng định ở lừa nàng, nàng nghĩ thầm. Xem là thật đem nàng sợ chọc giận, Ninh Nhất Lan phóng nhẹ ngữ khí, nói. Ta sợ ngươi lo sợ, cho ngươi tạm thời mê mang mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ai sợ? Nàng nói. Hảo hảo hảo, là ta sợ, sợ đem ngươi sợ hãi, phải biết rằng, cuối cùng vẫn là hội khổ ta trước mắt cảnh sát vẫn là biến hóa bay nhanh, nhận lời thân ảnh thoáng lạc ở phía sau, còn lại nhân cùng đêm qua giống nhau, kiên định đi theo Ninh Nhất Lan. Có chút quan, cố ý mới nhìn rõ bọn họ mặt, bọn họ phần lớn thoạt nhìn niên kỹ cũng không rất, giống như so với Ninh Nhất Lan còn muốn thiếu thượng một điểm, nhưng là theo bọn họ ánh mắt đến xem, phản phất đã là bảo kinh phong sương. Cố ý có chút đau lòng lại có chút cảm kích bọn họ. Nhớ tới tối hôm qua hình ảnh, nàng hỏi, tối hôm qua cuối cùng ra sao? Biết nàng nói là tối hôm qua kia tràn phá vây chiến, Ninh Nhất Lan nói. Còn dùng nói sao? Chỉ có thể nói bọn họ phát huy bọn họ vật hy sinh tác dụng, quả thật là ngăn cản chúng ta một điểm thời gian, nhưng là không trở ngại, không cần quá để ý, chính là đáng tiếc lý số lượng không nhiều lắm hảo tướng lãnh, khả năng bọn họ cũng là biết chính mình kết cục, nhưng là trận doanh bất đồng, nhất định là muốn quyết chiến sinh tử. Không phải ngươi tử, chính là ta mất mạng này đạo lý cố ý minh bạch chúng ta nhân còn tốt lắm hắn nói hảo đâu chính là có hai cái bị điểm vết thương nhẹ rất nhanh là có thể điều trị xong dù sao nhưng là ta thủ hạ nhân làm sao có thể hội nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cố ý tức giận tùy ý đánh giá bốn phía chúng ta còn có bao lâu có thể đến ninh nhất lan suy nghĩ một lát trả lời rất nhanh trễ nhất ngày mai buổi tối là có thể đến. Dây lát, hắn lại bổ sung thêm. Đến sau, hơi làm chỉnh đốn sau, liền phải nghĩ biện pháp cùng thập nhị bọn họ hối hợp, bằng không kéo trong lời nói, kết quả khó mà nói. Cố ý gật gật đầu, nàng không hiểu này đó chiến lược, bởi vậy cũng không tốt đề ý kiến gì, này đó phương diện vẫn là nghe Ninh Nhất Lan ý kiến, nàng cũng không thể nhường Ninh Nhất Lan ấn nàng ý tứ làm, dù sao lúc này Ninh Nhất Lan không lại là chỉ thuộc loại nàng nhân. Hắn vẫn là ma tộc tướng quân, là bọn hắn chiến thần. Cuối mâu tế tư, nàng nói. Đúng rồi, Ninh Nhất Lan, ngươi thử lại đem ta cấp làm hôn, ta trở về trong lời nói khẳng định giết chết ngươi. Người nào đó ho nhẹ một tiếng, nói. Hảo hảo hảo. Nghe ra hắn trong giọng nói có lệ, nàng lại tiếp tục nói. Ngươi có dũng khí trong lời nói liền thử xem, nhưng là ta cùng ngươi nói, ta không đảm bảo ta có phải hay không một mạch dưới liền chảy mất. Ninh Nhất Lan biết nàng là nói được thì làm được, bởi vậy cho dù trong lòng có tất cả không muốn, vẫn là nhỏ giọng hứa hẹn. Cố ý khóe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, nâng lên đến đến nhìn hắn cầm, nàng nghĩ thầm. Sớm một chút kết thúc trở về xem mặt, hiện tại này góc độ xem nhân nhường nàng không quá vừa lòng. Ánh mắt hơi hơi dời xuống động, dừng ở hắn kia hầu kết rõ ràng cổ phía trên đột nhiên, cố ý nhớ tới cái gì dường như, giống nhau này nọ đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, giọng nói của nàng mang theo điểm hàng ý, hỏi. Ninh Nhất Lan, ta đưa cho ngươi ngọc đâu? Nghe vậy, Ninh Nhất Lan cả người cứng đờ, cước bộ chợt cấp đốn, phía sau nhân không biết Ninh Nhất Lan vì sao đột nhiên dừng lại, ào ào dừng lại cước bộ, tinh thần độ cao đề phòng, ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, thời khắc làm tốt nên địch chuẩn bị. Bổn ý là treo gẹo hắn một phen, lại thật không ngờ hắn phản ứng cư nhiên như thế đại ninh nhất lan chậm rãi thân thủ sờ qua chính mình bột gian không có cái gì theo cố ý góc độ vừa vặn có thể nhìn đến hắn hầu kết cao thấp hoặc giật mình hắn trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt vật nhỏ a nó giống như rớt tác giả có chuyện muốn nói khởi binh vấn tội tới nhân nháy mắt bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 69 Trong mắt chỉ có ngươi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 69 Trong mắt chỉ có ngươi 69, ngươi dừng lại làm chi, nhanh chút đi Đợi một lát, cũng không cảm giác được hắn có phản ứng gì, nàng lại lại thúc giục nói Đi mau đi mau, ngươi không thấy được đại gia đều đang đợi ngươi sao Vừa đi vừa nói chuyện Ninh Nhất Lan đi phía trái hữu nhìn lại, xem đại gia đều ào ào hướng hắn đầu đến nghi hoặc ánh mắt, hắn nói. Không có việc gì, tiếp tục đi tới thủy ngày sơn. Mọi người lại hồi phục đến ban đầu cái loại này trạng thái. Vốn tưởng trang hung hù dọa hắn một chút, lại thật không ngờ hắn phản ứng cư nhiên như thế đại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ký buồn cười vừa mắc cỡ cứu cảm giác. Xem nàng chậm chạp không nói chuyện, Ninh Nhất Lan trong lòng có chút hoảng, hắn biên thi triển kinh công như dẫm trên đất bằng giường như đi phía trước chạy đi, một bên đem trên người bản thân túi tiền phiên cái lần. Mà cố ý một mực yên lặng mặt xem hắn hành động, đợi hắn không thu hoạch được gì sau, nàng mới hỏi nói. Không thấy thôi. Ninh Nhất Lan không có trả lời, hắn trong đầu ở bay nhanh vận chuyển, hắn suy nghĩ cuối cùng một lần xem nó là ở địa phương nào. Nhìn hắn này biểu hiện, cố ý trong lòng cũng có chút suy nghĩ, tuy rằng cái kia ngọc bị nàng nhặt được, không có làm quan. Nhưng là như nàng chưa nói, Ninh Nhất Lan chính là một bộ chút không có phát hiện nó không thấy bộ dáng. Nói thật, trong lòng nàng vẫn là có chút không phải tư vị. Qua không biết bao lâu, hắn nhỏ giọng lên tiếng. Ân. Ân. Suy nghĩ một lát, cố ý mới biết được hắn đây là ở trả lời chính mình thượng một vấn đề. Thật sự không thấy. Đúng rồi, ngươi vì sao hội không phát hiện đã đánh mất. Cố ý hỏi. Ninh Nhất Lan ánh mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, nhưng là rất nhanh hắn liền trấn định xuống hắn nói ngươi phải biết rằng lễ vật ý nghĩa càng cường điệu cho đưa nhân là ai đây là ngươi cho ta đưa gì đó giá trị ở chỗ ngươi mấy ngày nay tới giờ ngươi luôn luôn đều ở ta bên người như vậy ta hạng nặng tâm thần đương nhiên đều ở trên người ngươi nơi nào lo lắng khác ta đi theo ngươi ở cùng nhau thời điểm trong mắt chỉ có ngươi có ngươi ở ta làm sao có thể nhớ tới này ngọc cố ý nghe hắn đâu vào đấy lời nói nghe nghe cư nhiên cảm thấy giống như pha có đạo lý dường như. Nàng không thể không tán thưởng một chút, Ninh Nhất lang cầu sinh dục thực cường. Xem cố ý không đáp ứng, hắn sợ cố ý vẫn là sinh khí, vội vàng nói. Chờ này trường phong ba đi qua, ta sẽ trở về tìm. Hắn trong lời nói nghiêm cẩn, cố ý nghe ra đến, nàng cũng không tưởng làm khó dễ hắn, vì thế nàng nói. Hảo, trở về ta cùng ngươi tìm. Kế tiếp một đường, ai cũng không nói gì cố ý không nghĩ lại chậm trễ hắn người đi đường thời gian vì thế dọc theo đường đi vô luận là tứ chi vẫn là ngôn ngữ đều không có cùng hắn lại có cái gì trao đổi mà ninh nhất lan tắt bay nhanh hướng thập nhị bọn họ chỗ tiến đến theo sáng sớm đến giữa trưa đến sau giữa trưa lại đến chạng vạn cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình nghiêm cẩn làm khởi một sự kiện đến thời gian thật sự không tính là cái gì ngừng sở hữu trong ý thức đồng thời thu được lời này lập tức dừng lại cước bộ đồng thời tìm phụ cận có thể giấu kín địa điểm trốn đi ninh nhất lan lắc mình lui ở một khối đại thạch mặt sau quanh thân tràn ngập cảnh giác là muốn đến sao cố ý hỏi hắn trả lời ân không xa hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ sợ nàng không hiểu ninh nhất lan kỹ càng giải thích nói lấy hoàn thành vì trung tâm trong lời nói quân doanh ở nó phía đông, chúng ta hiện tại vòng đến nó nam diện, mà ở chúng ta tiền phương ba dặm chỗ, đó là vũ quân dằn co địa phương, chúng ta hiện tại muốn nghĩ biện pháp, ở tận khả năng không kinh động tiên giới binh lính dưới tình huống, cùng thập nhị bọn họ tập hợp, sau đó liên thủ đưa bọn họ đánh lui. Muốn đi như thế nào? Ninh Nhất Lan nói. Còn trẻ thời điểm, ta từng tại đây phụ cận một ngọn núi để luyện công, không cẩn thận tạc ra qua một cái mật đạo, nay nghĩ đến nơi đó giấu kính thực chúng ta theo chạy đi đâu phỏng chừng không có nhân phát hiện giọng nói vừa ninh nhất lan liền ở trong ý thức đi theo đi người ta nói theo sát ta bất đồng cho ngay từ đầu giống như tên bàn hành tẩu hắn hiện tại nhóm thật cẩn thận đi mỗi một bước đều đánh cho thập nhị vạn phần tinh thần sợ phát ra động tĩnh gì tới khiến cho tiên giới nhân chú ý cố ý xem ninh nhất lan ở trên đường tả xuyên hữu đột nói thật nàng thật sự rất bội phục Ninh Nhất lang cư nhiên cầm tòa sơn đến luyện công, hơn nữa tùy tay liền tạc ra một cái mật đạo tới, phải biết rằng nàng hồi nhỏ có thể làm ra cái động đến liền tính là không sai. Nói cố ý vẫn là lần đầu tiên biết ma tộc khu rừng cư nhiên nhiều như vậy, lại nói tiếp nàng đều thật lâu không có ở trong thành chơi đùa, mỗi ngày xem này đó ngàn bài một điệu cây cối, nếu không phải có Ninh Nhất Lan tại bên người trong lời nói, nàng phỏng chừng đã sớm nhàm chán muốn chết. Chỉ chốc lát sau, Ninh Nhất Lan cước bộ đứng ở một chỗ chân núi dưới. Cố ý nhìn trước mặt này cùng bình thường sơn thể không khác địa phương, có chút nghi hoặc xem Ninh Nhất Lan. Mật đạo đâu? Chỉ thấy hắn đi đến một chỗ từ hòn đá trồng chất địa phương, trước đêm trước mặt đá vụn đánh tan, sau đó vén lên mật đạo bên ngoài không biết sinh trưởng bao lâu chạc cây, chậm rãi lộ ra bên trong chỉ có thể cất chứa một người đi tới thông đạo. Ánh mắt lạc ở bên trong, hắn ngắm vài lần sau, sau này mặc binh lính phương hướng đi đến nói với bọn họ từ nơi này đi ra ngoài phỏng chừng liền cách chúng ta nhân rất gần nhưng là chuyện xấu vẫn là tồn tại đợi một cái đi theo một cái cuối cùng nhân hảo hảo đem mật đạo che đậy đừng để cho người khác phát hiện chỗ này sau khi ra ngoài hết thảy nghe mệnh lệnh của ta phải tránh hành động thiếu suy nghĩ lấy hối hợp đầu mục mục tiêu đã hiểu sao đã hiểu mọi người trả lời bảo đảm tất cả mọi người nghe hiểu hắn trong lời nói, hắn đứng mũi chịu sào dẫn đầu đi về phía trước đi, nhưng là tiếp theo thuấn trước mặt liền hơn một bàn tay, hắn xoay đầu đi nhìn này cánh tay chủ nhân, nhận lời. Như thế nào? Ninh Nhất Lan cao mày hỏi. Dừng thuộc hạ đi trước xem xem lộ đi. Không cần, ta chính mình thám là có thể. Hắn trong giọng nói mang theo không được xía vào kiên định, lại vòng qua hắn tiếp tục đi phía trước tìm kiếm vẫn là nhường ta đi thôi. Giọng nói vừa, nhận lời cư nhiên quỳ một gối xuống đến thượng. Kỳ thật hắn cũng không biết tại kia một khắc, hắn vì sao hội vương cái tay kia, hắn chỉ biết là có một loại không rõ dự cảm, mãnh liệt nhường hắn hoảng hốt. Bởi vậy hắn mới có thể tưởng đem ninh nhất lan cấp ngăn lại đến, chính mình đi trước thám cái kết quả. Nhìn hắn như thế kiên trì, ninh nhất lan nghĩ liền theo hắn nguyện thôi, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, hắn gật gật đầu, nói nhanh đi tốc hồi nhận lời đứng lên hướng ninh nhất lan yên lặng không người sau liền bước nhanh hướng cái kia mật đạo bên trong đi đến cái kia mật đạo thật sự thực hẹp nhìn hắn đi vào thời điểm còn chỉ là vừa vạn hảo cố ý nghĩ may mắn bọn họ tất cả mọi người là vừa vặn dáng người bằng không có ai ngăn chặn trong lời nói vậy xấu hổ đi theo ninh nhất lan ánh mắt cùng hướng mật đạo phương hướng nhìn lại thời gian một điểm một điểm quá khứ nhưng là còn không có đợi đến nhận lời xuất ra thân ảnh hắn thế nào còn không ra cố ý chờ chờ trong lòng sinh ra vài phần sốt ruột chi ý nàng hỏi ninh nhất lan ta cũng muốn biết ninh nhất lan cũng là đồng dạng tâm tình hắn ở trong ý thức kêu gọi nhận lời nhận lời đáp lời không có người trả lời hắn người bên ngoài nhất nhất hai mặt nhìn nhau đại gia đều có điểm không biết làm sao một cái đáng sợ ý tưởng mạo thượng trong lòng chẳng lẽ bên trong có cái gì không ổn chuyện cảm thấy còn như vậy lần sau đi không phải biện pháp hắn nói ta vào xem tướng quân phía sau một người vội vàng kêu trụ ninh nhất lan nhưng là ninh nhất lan tâm ý đã quyết dường như hắn cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi đem kia đạo thanh âm hoàn toàn không nhìn cố ý biết hắn là lo lắng nhận lời bên người hắn nhân vốn liền không bao nhiêu cái nếu thiếu một cái trong lời nói phỏng chừng hắn sẽ phi thường phi thường khổ sở ta cùng ngươi đi hảo cố ý nghe ra hắn trong thanh âm ý cười mật đạo nhập khẩu có chút hẹp ninh nhất lan thoáng nghiêng thân mình tài năng đi vào đi vào bên trong sau liền khoan một điểm cốt xấu có thể thẳng đi về phía trước đi bên trong không có gì ngọn đèn ninh nhất lan đành phải huyễn ra mấy ma trơi đến chiếu sáng lên trước mặt lộ cúi đầu nhìn lại một hàng chỉnh tề dấu chân một đường đi phía trước dấu chân thực tân này khẳng định là thuộc loại nhận lời dấu chân nay hơn một hàng đó là thuộc loại ninh nhất lan đi theo này vân du bốn phương ấn chậm rãi đi về phía trước bỗng nhiên ninh nhất lan ngừng lại dấu chân tiêu thất cố ý cũng phát hiện vấn đề này nàng nhìn cái kia hư không tiêu thất dấu chân không dám tin hỏi người kia đâu này cũng là ninh nhất lan nghi vấn người kia đâu ngước mắt hướng bốn phía nhìn lại, bỗng nhiên, cố ý cảm giác được Ninh Nhất Lan trở nên khẩn trương đứng lên. Nàng hỏi, như thế nào? Nương kia nói trên cùng ma trời, Ninh Nhất Lan rõ ràng đích nhìn đến trên đỉnh hòn đá thượng dấu vết, đó là nhân lưu lại chỉ ngấn, hơn nữa chiếu dấu vết đến xem, là có người nương này đó nham thạch phàn đi, cho nên không có trên mặt đất lưu lại dấu vết. Thì phải là nói, nơi này từng có người đã tới hơn nữa chiếu này đó dấu vết mà nói còn không chỉ một lần ninh nhất lan dám khẳng định này không phải chính mình lưu lại chỉ ngấn trong trí nhớ hắn cũng chỉ đi qua một lần này mật đạo hơn nữa biên đi còn biên đánh tan chính mình dấu chân nay xem ra là có người phát hiện chỗ này hơn nữa trước đó tính kế hảo hết thảy chờ chính là giờ khắc này người kia ở mật đạo giờ khắc này cố ý đi theo ánh mắt của hắn cũng thấy được trên đỉnh này dấu vết cẩn thận nhìn đến này chỉ ngấn cũng không thuộc loại đồng một người, cho nên là ai luôn luôn tại này mật đạo lý im loại này phương thức đi trước đâu. Bọn họ không biết, nhưng là bọn hắn cũng rất minh bạch tòng đủ loại dấu hiệu biểu hiện xuất ra, nơi này tuyệt đối không phải một cái địa phương an toàn. Càng chuẩn xác mà nói, là có người đem dùng an toàn đến đóng gói chỗ này. Ở kinh ngạc cảm xúc trung lấy ra sau, nàng biết bọn họ trước mắt đã thân hãm hiểm cảnh, nàng hô. Chạy mau, ninh nhất lan, chạy mau. Kha, này đạo thanh âm hấp dẫn bọn họ lực chú ý, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hòn đá đột nhiên nhiều ra sổ lấy 10 đạo chừng nhất chỉ khoan khâu, nhanh tiếp mà đến là toàn bộ mặt đất mãnh liệt chấn động, thành phiến bụi theo trên đỉnh rơi xuống. Một cổ quen thuộc hương vị ở trong không khí lan tràn. Cố ý lăng lăng nói. Ninh nhất lan, nơi này mai lôi quan đạn. Tác giả có chuyện muốn nói. Ninh nhất lan. Ta chạy bất động cố ý, vì sao? Ninh Nhất Lan. Bởi vì ngươi rất béo. Cố ý tức giận đến dơ chân, giận dữ hỏi. Ta nơi nào béo? Tiếp theo Thuấn, hắn đem lỗ tai tựa vào nàng bụng biên, nói. Bởi vì lý phải nhanh có hài tử của ta, cho nên ngươi hội trọng. Cố ý, nào có ngươi hài tử? Ninh Nhất Lan vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Không có sao có thể là ta đã quên làm chút gì, đến đến đến, chúng ta chạy nhanh đi làm chút gì. Cố ý, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Mai Phục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Mai Phục 70 bên kia sương, chờ ở mật đạo bên ngoài binh lính có thể nói là hù chết. Đầu tiên là nhận lời trở ra không thấy bóng dáng, lại là Ninh Nhất Lan cũng đi vào. Vốn phân Ninh Nhất Lan đem nhận lời mang xuất ra, nhưng là không quá nhiều lâu, bọn họ sở đạp thổ địa đột nhiên rung lên, rất nhiều người đều không kịp phòng bị, thân mình giao đến giao đi. Nhanh tiếp mà đến là mãnh liệt chấn động, cùng lúc đó, là như sấm bên tai bàn phá thanh, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ khó nghe hương vị. Bọn họ tự nhiên nhận ra đây là lôi quan đạn uy lực, nhưng là này đó đều không có làm cho bọn họ lo sợ, chân chính làm cho bọn họ lo sợ là trước mặt chỗ ngồi này im bặt ngã xuống sơn thể bên trong mai là bọn hắn tướng quân bọn họ chủ mất đi rồi tín niệm mới là để cho một người lo sợ trừ bỏ ninh nhất lang cùng nhận lời ở ngoài nơi này chức vị cao nhất tướng lãnh tên là mi tranh hắn xem bắt đầu ngã xuống đại sơn hốc mắt không khỏi hơi hơi phím hồng hắn hung hăng trắng cánh môi của bản thân một ngụm, cao giọng hô hắn phía sau nhân do dự nói nhưng là mi tranh kích động nói bảo tồn thực lực bằng không liên chúng ta đều đã chết ai tới cứu chủ tử còn lại nhân do dự một cái chớp mắt cuối cùng cũng lựa chọn nghe theo mi tranh trong lời nói ào ào hướng tương phản phương hướng chạy đi nhưng là mất đi chủ tướng đánh thanh thật sự là quá lớn trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều có điểm hoảng loạn đột nhiên chạy ở dẫn đầu phía trước mấy người kia làm như đụng vào chút cái gì dường như, khiến cho hắn bắn ngược đến người phía sau trên người, một cái chàng một cái, chỉ chốc lát sau, cơ hồ sở có người đều sau này ngã xuống thượng. Lúc này, đất trung núi chuyển cảm giác đã thối lui, thủ nhi đại chi là bụi đất bay lên dựng lên sương khói. Mi Tranh quay đầu nhìn lại, ở sương khói lý, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy thông hướng mật đạo kia nói hẹp khâu đã không còn nữa tồn tại nơi đó đã bị lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá cho nhau điệp, càng không cần nói ninh nhất lan thân ảnh. Liên mạch góc áo đều không thấy được. Nhớ tới vừa rồi phía trước dị trạng, mi tranh xuyên qua đám người, đi đến dẫn đầu phía trước đi, không có gì bất ngờ xảy ra gặp phải một đạo kết giới. Cảm giác kia nói kết giới cấu tạo, hắn khẽ cười một tiếng, nói. Nguyên huyển thần quân, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện. Một trận thanh phong phất đến, theo từng trận sương khói tán đi, lộ ra một nữ tử thân ảnh, nàng mặc một thân bạch y, phu như nõn nà, vốn là thanh thuần bộ dáng, lại nhân nàng kia môi đỏ mọng thêm thượng một phần tuyệt sắc. Nàng cười nói: "Không sai, cư nhiên nhận ra là ta, ngươi là ai?" Chỉ có ma tộc nhân hỏi tại hạ, tại hạ mới có thể báo cho biết tên của bản thân. Mi Tranh trả lời: "Tình huống hiện tại chỉ cần là một người bình thường đều sẽ biết bọn họ đây là chúng mai phục. Nhưng có một việc mi tranh tưởng không rõ, đối với này nhường ninh nhất lan tin tưởng như vậy mật đạo, nàng vì sao sẽ biết, hơn nữa vì sao có thể sáng sớm làm tốt mai phục. Hắn không rõ. Lôi quan đạn lợi hại chỗ ở chỗ vô vị, phá tiền cơ hồ cảm thụ không đến một điểm nó tồn tại dấu vết. Nhưng là chế tác nguyên vật liệu cực kỳ hãng hữu, lâu như vậy tới nay, tiên giới cũng không có bao nhiêu trữ hàng, tính thượng phía trước kia một lần, còn có hiện tại lúc này đây, mi tranh tưởng tiên giới có thể là đánh bạc đến. Không quan hệ, ta cũng không phải cần phải biết tên của ngươi. Nàng không gọi là nói. Nguyên huyễn thần quân sờ sờ tấn biên một luồng tóc, đưa hắn vãn đến bên tai sau, ánh mắt của nàng đặt ở cái kia phế tích bàn địa phương, nàng thở dài một hơi, hỏi. Ngươi nói, các ngươi vì sao không nên tới nơi này? Hoặc là nói, vì sao tất yếu đi này một con đường đâu? Nhiều lắm vì sao, nhưng là không có bất luận kẻ nào qua lại đáp nàng. Mi Tranh không nói gì, cảnh kích nhìn chầm chầm nàng. Nguyên huyển thần quân làm như lâm vào trong thế giới của bản thân, nàng lầm bầm lầu bầu nói. Này không thể trách ta, ta cũng không tưởng, ta thật sự không nghĩ, ta chính là không có cách nào mà thôi. Giọng nói vừa, nàng nói phong vừa chuyển, nói. Đưa bọn họ đều nhốt lên cùng với nàng năm ngón tay vừa thu lại kết giới lý mỗi người đều cảm giác được trên người đột nhiên bị một căng vô hình dây thừng gắt gao trói buộc cùng lúc đó từng trận điện lưu tự này căng dây thường chảy ra khiến cho bị thúc nhân tứ chi nháy mắt ma điệu thân mình một cái bất ổn quyển lui ngã xuống thượng liền ngay cả mi tranh cũng chống không lại qua giày vò gì đó đi theo mọi người ngã xuống thượng tuy rằng trên thân thể truyền đến ma nhân cảm giác nhưng là bọn hắn mỗi người đều là cắn răng nhẫn nại tuyệt không nói một câu cầu xin tha thứ trong lời nói. Nguyên huyễn thần quân vương tay đến, hướng tới chính mình lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, một cái tinh xảo tiểu hộp đột nhiên xuất hiện, nàng đem hòm triều thượng nằm binh lính phương hướng nhất ném, thượng ma tộc nhân đều bị này hòm hấp dẫn, thân thể dần dần nhỏ đi, sau đó bị hấp đến trong hòm mặt. Không chỉ chốc lát nữa, Ninh Nhất Lan chọn kia 500 cá nhân đều đã bị hấp đến trong hòm mặt. Nhưng là đợi hồi lâu, phế tích đôi lý cũng không có bất luận kẻ nào bị hòm hấp xuất ra. Nguyên huyễn thần quân sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, rốt cục nàng giống như đến cực điểm dường như, lòng bàn tay lập tức nắm chặt thành quyền, cái kia hòm làm như nghe được triệu hồi dường như, lập tức biến mất đến nàng một khác chỉ thủ trong lòng bàn tay gian. Ánh mắt chịu đựng nước mắt nhanh nhìn chầm chầm cái kia phế tích chỗ, xác nhận kia hòm đã quy về sau, chỉnh bộ động tác dĩ nhiên hoàn thành. Cùng lúc đó, phản phất tiêu hao nàng sở hữu khí lực, thân thể của nàng giống nhục chí bóng cao su, mí mắt vừa lật, liền sau này mặt đổ đi. Mà nguyên huyễn thần quân người hầu phản phất sớm có hay biết, bọn họ không có gì kinh ngạc loại tình cảm, có tự ôm qua nàng suy yếu thân mình, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Vốn lục ấm dạt vào nơi này, đột nhiên trở nên trước mắt vết thương, thượng phô thật dày bụi rác, đó là lôi quan đạn phá khi hạ xuống mà kia tòa bị tan rã sơn phản phất không có người chú ý tới nó dường như, nó liền lặng lặng nằm ở nơi đó, mà nó phía dưới đè nặng nhân cũng tốt giống mất đi rồi sinh mệnh dường như, không có nửa điểm phản ứng. Bốn phía không có nửa phần nhân hơi thở. Tiên giới trận doanh. Tướng quân tướng quân, nguyên huyện đắc thủ. Một cái mặt phổ thông chế phục binh lính bước nhanh nhảy vào một cái doanh trướng. Một cái xem chính trực tráng niên nhân vốn hạp đôi mắt bỗng nhiên nâng lên, hắn tọa thẳng thân đến nhìn này thông báo nhân ngữ khí tự mang uy nghiêm hỏi nàng hiện tại thế nào người kia ninh mi trả lời tình huống không tốt lắm trầm tư một lát hắn nói đến mang ta nhìn xem nàng là rất nhanh kia binh lính đã đưa hắn lĩnh đến một cái doanh trướng trước mặt hắn tướng môn mạng liêu đứng lên ý bảo tướng quân đi vào đợi hắn trở ra hắn liền lui đi ra ngoài nhất đi vào, là có thể nhìn đến bên trong nằm ở xe trượt tuyết mặt trên nữ tử, thân thể của nàng phản phất tiếp theo thuấn sẽ cùng băng hòa hợp nhất thể, đạm sắp không thể nhận ra. Làm cho người ta hoài nghi cảnh không phải nháy mắt sau, nàng liền sẽ biến mất không thấy. Hắn chậm rãi đi lên phía trước đến, hai ngón tay khép lại, đặt ở nàng mi tâm chỗ, vài tia thản nhiên kim quang theo hắn đầu ngón tay tràn ra, chui vào đến trong thân thể nàng mặt, đồng thời, hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, miệng nói xong chút người khác nghe không hiểu thuật ngữ. Một khắc chung sau, Nguyên huyễn thần quân thân thể dần dần trở nên thật sự, trên mặt cũng coi như có chút huyết sắc. Cuối cùng thoát khỏi kia phó đáng sợ trạng thái. Tiên tướng quân quân thu tay, một lát sau, Nguyên huyễn thần quân chậm rãi mở mắt, ánh mắt chống lại mặt hắn khi, nàng hơi hơi ngây ngẩn cả người, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đi lại, nàng dãy dụ ngồi dậy đến, thẳng đến nàng hoàn toàn khởi động thân đến khi, nàng đã mệt đến mồ hôi đầy đầu nhưng toàn bộ quá trình hắn cũng chỉ là đứng ở bên cạnh yên lặng xem không có mục tiêu phải giúp bận ý tứ cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa chân khí lưu động nàng biết đây là sống lại cảm giác nàng khiên ra một chút đẹp mắt ý cười nói tướng quân hảo hắn đánh giá nàng giây lát hắn nói hoàn thành rất khá tiếp hắn nói đem cái kia hồng cho ta đi nguyên huyển thần quân ý cười cứng đờ này rất nhỏ hành động tự nhiên rơi xuống trong mắt hắn hắn hỏi như thế nào nguyên huyển ngươi đây là không đồng ý sao nàng vội vã nói làm sao có thể đâu giọng nói vừa nàng khu động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm chân khí trong chớp mắt cái kia hòm lại ở trước mắt xuất hiện nàng nuốt nuốt nước miếng sau hai tay đưa tới tướng quân trước mặt ánh mắt dừng ở hòm trên người xác nhận chính xác không có lầm sao, hắn tài thân thủ đem lấy đi. Nhìn cuối đầu nguyên huyễn thần quân, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, hắn ngồi sổn xuống đến, buộc nàng cùng bản thân đối diện, hắn xem ánh mắt nàng, ngữ khí phóng nhu một chút, hắn nói. Nguyên huyễn, sống sót so với hết thảy đều trọng yếu, chết đi trong lời nói, nên cái gì đều không có, sở hữu ngươi muốn, đều không có khả năng có được, này đạo lý, ngươi biết đi. Ta biết nàng lăn lăn hồi làm như luôn mãi xác nhận nàng lời này trong thật giả qua không biết bao lâu sau hắn vỗ vỗ vai nàng nói hảo trên vai truyền đến xúc cảm khiến cho thân mình đột nhiên sợ tới mức run lên nàng trong đầu lại xuất hiện kia tòa sơn thể ngã xuống hình ảnh nàng nhỏ giọng hỏi hắn sẽ không có chuyện gì đi ngươi đã nói hắn sẽ không có chuyện gì giọng nói vừa nguyên lai vô thần hai mắt lập mã nhuệ lợi theo dõi hắn xem tướng quân mày nhất thời vừa nhíu nhưng là rất nhanh lại giãn ra mở ra hắn nói không có việc gì chính là bị thương mà thôi ta nói hảo là kéo hắn cước bộ vì chúng ta tranh thủ sung túc thời gian mà thôi yên tâm hắn sẽ không chết ngươi xác định ta xác định tướng quân hồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng liên tục nói tam lần, phản phất ở vì chính mình tăng cường lo lắng. Hắn chậm rãi đứng lên, lưng qua thân đi, vừa đi ra ngoài hai bước, hắn lại nghĩ tới cái gì dường như, hắn nói. Nguyên huyển, lần này ngươi làm rất khá. Cảm ơn. Tướng quân không có lại nói với nàng, hắn thiển cười một tiếng sau, bước nhanh ly khai. Đãi doanh nội lại còn lại nàng một cái sau, nguyên huyển thần quân phản phất mất đi rồi sợ có khí lực dường như nàng thân mình chậm rãi trượt xuống dựa vào ngồi ở xe trượt tuyết bên cạnh ánh mắt của nàng lại chạy xe không lăng lăng nhìn mặt trên trong không khí là tử bình thường yên tĩnh một lát sau một gã thị nữ dục tiếng danh nội nhưng là tiếp theo thuấn thân hướng rèm cửa thủ lại bị một khác danh thị nữ bắt được đừng đi vào ánh mắt dừng ở rèm cửa phía trên tiếp theo thuấn bên tai lộ vẻ tê tâm liệt phế thanh âm nàng xem ngăn đón nàng thị nữ lo lắng hỏi. Còn tốt lắm. Một cái khác thị nữ trả lời. Không có cách nào, nàng không có lựa chọn, ngươi không cần đi quấy rầy nàng, đã khóc liền không có việc gì. Này mang theo tuyệt vọng tiếng khóc còn tại bên tai lượng lờ, nàng tưởng, thật sự đã khóc liền sẽ không có chuyện gì sao. Tác giả có chuyện muốn nói. Nguyên huyển thân thế hoàn chỉnh bản sắp lo dinh. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.